Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Những câu chuyện về tình hình lịch sử đạo và chuyển biến của các chức sắc ngoài kinh sách Hội Thánh Ấn Hành do các đạo tâm ghi chép lại. Truyện Thừa Sai Kim Quang Sứ, Thánh Địa Ngoại Giáo Kim Biên. Lời dẫn. Năm 1927 âm lịch Đinh Mão, Đức Hộ Pháp vâng lệnh Đức Chí Tôn lên Nam Vang, Phnom Penh, thuộc Kim Biên Tông Đạo, lập Hội Thánh Ngoại Giáo, Giáo Đạo Tha Phương, để độ số nguyên nhân ở Campuchia. Người đầu tiên là ông Cao Đức Trọng và gia đình ông, tiếp theo là quý vị chân linh Bạch Vân Động, như giáo hữu Thượng Bảy Thanh, lễ sanh Thượng Vinh Thanh, lễ sanh Thượng Chữ Thanh, có đạo hiệu Phong Chí, Hiển Trung, Ngạn Sơn. Những vị này sau đều có hành vi đối nghịch cùng Thiên Tôn Hộ Pháp theo các tiết mục triển khai sau. Trước hết là ông Phong Chí Lê Văn Bảy. Tái lập Hội Thánh Ngoại Giáo, Thánh lệnh số 548, phân định chiếu Thánh lệnh số 90 ngày, ngày 4 tháng 11 năm Đinh Hợi dương lịch năm 1947, tái lập lại Hội Thánh Ngoại Giáo Kim Biên. Nghĩ vì nơi Hội Thánh Ngoại Giáo Kim Biên chức sắc cầm quyền Cửu Trùng Đài thường bất đồng ý kiến, nên xảy ra nhiều điều phạm luật pháp của đạo Hội Thánh, không thể để duy trì nữa được, nên thánh lệnh phận sự chức sắc cầm quyền Cửu Trùng Đài chuyên lo các việc về phần nội dung mà thôi, như cúng kiến đàn lễ, bổ dụng chức sắc hành đạo, tu bổ thánh thất, dinh thự các nơi và phổ thông chân truyền đại đạo. Phận sự vị khâm mạng đạo chuyên về mặt ngoại giao mà thôi. Phận sự lưỡng quyền đã phân định đặc biệt bổn phận bên nào nấy giữ cho tròn. Tòa Thánh ngày 9 tháng 8 năm Kỷ Sửu, dương lịch ngày 4 tháng 9 năm 1949, Hộ Pháp ấn ký. Chiếu tờ số 240 đề ngày 6 tháng 4 năm Canh Dần của Bảo Thế trạng tỏ trong cuộc đi viếng Tân Quốc. Ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần của Đức Hộ Pháp đã quan sát công nghiệp của chức sắc và chức việc đang hành sự tại Kim Biên, nên có ân tứ cho nhiều vị được thăng phẩm. Vân lệnh ban hành Kim Biên ngày 25 tháng 5 năm Canh Dần, dương lịch ngày 9 tháng 7 năm 1950. Chủ trương Hội Thánh Ngoại Giao, giáo sư Thái Bộ Thanh. Khởi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 1937 đến ngày 5 tháng 4 năm 1940. Đạo Cao Đài hoàng khai bằng huyền diệu cơ bút. Đức Chí Tôn dùng nguyên linh hóa đạo, không phân tánh gián trần như hai thời kỳ trước. Muốn tìm hiểu huyền diệu thiêng liêng ấy, bao gồm cả bí mật huyền vi của cơ thể tạo đoan hữu hình và vô vi của càn khôn vũ trụ. Cơ bút thống hiệp cả sự khó khăn của huyền vi cảnh với hữu hình cảnh, nên tìm hiểu thấu đáo mảy muốn chút ít, đặng khỏi bị cơ bút làm cho đức tin bị tàn phá đi đến tiêu diệt. Vì cớ, Đức Hộ Pháp đã lập Thánh lệnh số 21 ngày 22 tháng 2 năm Tân Mão, dương lịch ngày 29 tháng 3 năm 1951. Mỗi người được phép dùng cơ bút học hỏi riêng mà thôi, cấm nhặt truyền bá ra ngoài và định rõ hình phạt về tội vi phạm. Nguyên do có nhiều người cho rằng cơ bút trong cửa đạo đều do đầu óc của cặp cơ phong thánh mà ra, thượng phẩm hộ pháp, nên Đức Hộ Pháp nói: thấy cái nghi của người, bây giờ muốn độ người phải làm thế nào? Muốn thử thiệt giả đặng biết ông trời là ai, bạn làm ơn cầm cái viết đây. Bạn là nhà văn, muốn viết chi thì viết, còn bần đạo sẽ dâng sớ cho Đức Chí Tôn. Bần đạo làm một bài thi tứ tuyệt, cầu xin Đức Chí Tôn cho biết sự chân giả trong quyền năng của ngài đặng độ người bạn, một nhà văn. Người bạn ấy cầm viết ra bốn câu thi: quốc ức tâm can vẫy mộng tràn, có đâu tiên Phật xuống trần gian, văn hay ý giỏi đề thi phú, biết được thơ đây mới ngọc hoàng. Chừng viết rồi, bần đạo đưa bốn câu thi của bần đạo để trong bao thơ, xé ra coi thì họa đúng bốn câu thi của người bạn ấy. Lặng lặng mà nghe giải mộng tràn, đòi cùng tiên Phật xuống trần gian, văn hay đâu rõ đề thi phú, biết được thơ đây quả ngọc hoàng. Đọc bài họa xong,
Bần đạo chỉ, đầu óc phàm, trí khôn của con người là khí cụ của đấng chi linh. Đấng ấy lấy cái giả của người mà làm cái thiệt đó. Người bạn nhà văn tỉnh giác, tự mình theo đạo. Huyền diệu cơ bút không thể diễn tả cho hết được, chỉ biết rằng trong Càn Khôn Võ Trụ có hai ông chủ. Ông chủ Càn Khôn Võ Trụ là ông chủ vô hình, là đấng tạo hóa chi linh. Ông chủ thứ hai là người tối linh trong vạn vật. Đức Chí Tôn dùng cơ bút, Ngài nói rằng: một phần của con và một phần của thầy hiệp nhất mới thấu đáo Càn Khôn, tinh thông vạn vật. Hai người chủ ấy, một về vô hình, một về hữu hình, hiệp lại với nhau làm chủ cơ thể Càn Khôn vũ trụ là vậy. Có điều chúng ta phải khéo xử lý, vì hai cảnh vô vi hữu tử thiên, lại cũng có vô tử thiên. Hàng phẩm địa vị ở vô tử thiên tánh chất họ cao siêu, không còn phàm chất. Còn các đấng ở hữu tử thiên, họ cũng như ta vậy, cũng có quân tử, tiểu nhân, cũng cá nhân, cá tánh như ta vậy. Trích lời Đức Hộ Pháp. Đạo khai thì tà khởi, có Phật thì có ma, có trời thì có quỷ, ma ma, Phật Phật, hai chốn riêng phần. Các chân linh ở hữu tử thiên trở xuống, nhất là ở trong đại hải chúng, đệ nhất nguy hiểm hơn hết là Kim Quang Sứ, tự là quỷ vương. Nếu chúng ta tu mà rủi lầm nghe người thì làm đầy tớ cho người. Điều hiển nhiên trước mắt, khi đạo mới khai mở, thánh thể Đức Chí Tôn còn thương yêu hòa thuận với nhau, chưa đến nỗi chia rẽ thù nghịch lẫn nhau. Kim Quang Sứ đến cầm cơ viết: cửu phẩm thần tiên nể mặt ta. Ông giáo sư Thượng Chữ Thanh ở Kim Biên nói: ông này chắc lớn lắm, liền bước ra quỳ lại. Kế ông giáo sư Thượng Bảy Thanh bước ra quỳ lại nữa, cơ viết tiếp: Thích Ca giàu trọng khó giao hòa, đổi chân thay giả tô thiên vị, thắng bại phàm tâm liệu thế à. Tới chừng ký tên Kim Quang Sứ mới biết là quỷ vương tà giáo. Hai người này đã theo Kim Quang Sứ, đó là bằng cớ hiển nhiên. Kim Quang Sứ đã thâu phục hai môn đệ trí thức trước mặt bần đạo. Trích lời Đức Hộ Pháp. Đàn Cơ năm 1930, năm Canh Ngọ tại Thánh Thất Kim Biên, có Đức Hộ Pháp chứng đàn. Kim Quang Sứ nhập cơ viết bài thi: cửu phẩm thần tiên nể mặt ta, Thích Ca giàu trọng khó giao hòa, cửa kinh bạch ngọc hằng lui tới, đường đạo tây phương thử chánh tà, chỉ đá hóa vàng doanh miệng thế, treo gươm song vị chặn phồn hoa, đổi chân thay giả tô thiên vị, thắng bại phàm tâm liệu thế à. Kim Quang Sứ. Thân thế ông Lê Văn Bảy. Ông Lê Văn Bảy sinh năm 1884 tại làng Tàu Hạ, tỉnh Sa Đéc, có cấp bằng thành chung. Đắc phong phẩm giáo hữu Thái Thượng ngày 27 tháng 7 năm 1927, năm Đinh Mão, cùng nhiều vị khác trong đàn cơ này. Hội thánh ngoại giáo tại Phnom Penh được thành lập vào tháng 5 năm 1927, thì 2 tháng sau, ông Bảy được thiên phong phẩm giáo hữu Phái Thượng. Vị nguyên linh ông là hàng chân nhân nơi Bạch Vân Động, đạo hiệu Phong Chí. Đến năm Canh Ngọ, dương lịch 1930, ông được thăng phẩm giáo sư, thì Kim Quang Sứ đến thâu làm môn đệ của Tam Thập Lục Động Quỷ. Hội thánh ngoại giáo ở Kim Biên do Đức Hộ Pháp Lên Nam Vang lập thành vào năm Đinh Mão năm 1927. Lý do: xin phép nghỉ việc 6 tháng để khai đạo. Lúc trở vào làm việc thì Pháp đưa lên Nam Vang cho hết khai đạo tại Tây Ninh. Hành động này Pháp cố ý ngăn chặn việc khai đạo tại chùa Gò Kén, nhưng thiên thơ định vậy, để Đức Hộ Pháp đến Nam Vang mở đạo độ các linh căn ở đây, như bà Hương Lự sau này là Nữ Đầu Sư và Cao Đức Trọng sau là Tiếp Đạo Hiệp Thiên Đài. Giáo hữu Bảy chữ lễ sanh Thượng Vinh Thanh, ông Trần Quang Vinh. Nguyên nhân nào ông Lê Văn Bảy vào đạo Cao Đài Tây Ninh? Năm 1927, ông Lê Văn Bảy đang mang bệnh đau đường ruột, các bác sĩ buộc phải giải phẫu mới chữa trị được. Lúc bấy giờ khoa phẫu thuật y học chưa tiến bộ nên ông Bảy còn do dự, chưa dám đi điều trị. Kể nghe tin đồn Đức Hộ Pháp của đạo Cao Đài có huyền diệu thiêng liêng, chữa lành được các bệnh mà không cần thuốc và phẫu thuật,
ông Bảy đến gặp Đức Hộ Pháp, trình bày căn bệnh, cầu xin được điều trị theo huyền vi pháp của đạo, được Đức Ngài hướng dẫn ông Bảy đến hầu đàn cơ, quỳ trước thiên bàn, khẩn nguyện với Đức Chí Tôn ban ân huệ cho khỏi bệnh. Với tấm lòng thành, được Đức Chí Tôn ban ân huệ cho khỏi bệnh, ông Lê Văn Bảy thấy rõ quyền năng của Thượng Đế cho ông được toại nguyện, thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nên ông xin nhập môn theo đạo Cao Đài bằng huyền diệu đức tin. Là một linh căn, chỉ nhập môn 2 tháng, ông được thiên phong phẩm giáo hữu. Điều này chứng tỏ ông là người có sứ mạng về sau giáo đạo tha phương ở hội thánh ngoại giáo tại Nam Vang để phổ thông chân truyền chánh giáo nền đại đạo. Chủ trương hội thánh ngoại giáo tại Phnom Penh. Năm 1930, ông Lê Văn Bảy được thăng phẩm giáo sư. Hội thánh Tòa Thánh Tây Ninh bổ nhiệm ông giữ chức vụ chủ trưởng hội thánh ngoại giáo tại Phnom Penh. Hành sự liên tục đến năm Quý Dậu, được hoán chuyển về Tòa Thánh Tây Ninh đảm nhiệm quản lý lại viện nội chánh ngày 1 tháng 3 năm Quý Dậu, dương lịch ngày 26 tháng 3 năm 1933. Truyền giáo Bắc Hà, đầu địa phận. Đến năm Đinh Sửu, nhằm ngày 27 tháng Giêng, dương lịch ngày 11 tháng 3 năm 1937, ông Lê Văn Bảy được hội thánh ngoại giáo thuyên bổ truyền giáo tại địa phận Bắc Hà, thay thế cho ngài tiếp thế Lê Thế Vinh, thời quân Hiệp Thiên Đại đã phế phận. Từ năm 1933 đến ngày 10 tháng 3 năm 1937, các chức sắc truyền giáo Bắc Hà đều do hội thánh Tây Ninh bổ nhiệm. Ông giáo sư Thượng Bảy Thanh được hội thánh ngoại giáo tại Phnom Penh thuyên bổ sau khi đã lựa chọn người có khả năng. Vì hội thánh ngoại giáo ở Kim Biên cũng thuộc quyền hội thánh duy nhất của Tòa Thánh Tây Ninh, và cũng từ đây sanh ra hậu quả chia phe phân phái tại địa phận Bắc Hà để làm phận sự thừa sai đã lãnh vào năm Canh Ngọ 1930, tức là môn đồ của Kim Quang Sứ, chúa quỷ Tam Thập Lục Động. Nguyên nhân nào giáo sư Thượng Bảy Thanh bị ngưng quyền chức? Ngày 12 tháng 4 năm 1937, ông giáo sư Thượng Bảy Thanh gửi phúc sự về hội thánh ngoại giáo, yêu cầu hội thánh ngoại giáo thừa nhận địa phận đạo Bắc Hà trực thuộc hội thánh ngoại giáo, không còn trực thuộc với Tòa Thánh Tây Ninh nữa. Tờ phúc này có gửi đến ông thống sứ Pháp tại Bắc Việt và được chánh thức thừa nhận thánh thất Lê Lợi tại Bắc Việt trực thuộc của hội thánh ngoại giáo ở Phnom Penh vào ngày 12 tháng 7 năm 1937. Do sự phản loạn phân phe chia phái đó, hội thánh Tây Ninh ban hành thánh lệnh ngưng quyền chức của giáo sư Thượng Bảy Thanh trong năm Đinh Sửu. Một số người xin ngưng thi hành thánh lệnh. Vì sự trung thành cá nhân với ông Lê Văn Bảy, bổn đạo tại Bắc Hà gồm có 21 vị, đứng đầu là Phạm Tài Đoan, tự động gửi đơn thỉnh nguyện về hội thánh Tòa Thánh Tây Ninh qua sự chuyển giao của hội thánh ngoại giáo tại Nam Vang, xin tạm ngưng thi hành thánh lệnh ngưng quyền chức cho giáo sư Bảy. Việc dẫn lý do đạo tại Bắc Hà đang cần người tài ba đạo đức và can trường như giáo sư Thượng Bảy Thanh, lại còn yêu sách rằng nếu hội thánh không thâu hồi thánh lệnh trước thì ra thánh lệnh khác bổ ông giáo sư Thượng Bảy Thanh vào chức đầu địa phận Bắc Hà. Vì không biết quy lực thánh lệnh đã ban ra phải thi hành, vì đây là tội phản loạn chân truyền, nên tiếp theo thánh lệnh thứ hai của hội thánh Tây Ninh giáng cấp cho ông Bảy xuống hàng tín đồ, đồng thời ngưng quyền chức 21 vị chức việt đạo hữu thuộc ban cai quản thánh thất Lê Lợi tại Bắc Việt. Trong số 21 vị có 3 vị lễ sanh. Hội thánh Tây Ninh thuyên bổ giáo sư Ngọc Non Thanh thay thế Lê Văn Bảy vừa bị ngưng quyền chức. Ông giáo sư Ngọc Non Thanh được hội thánh thuyên bổ đảm nhận trách vụ đầu địa phận đạo Bắc Hà, thay cho giáo sư Thượng Bảy Thanh đã bị ngưng quyền chức ngày 10 tháng 10 năm Mậu Dần, dương lịch năm 1938. Tại sao ông Bảy đi truyền đạo Trung Quốc với ý đồ gì? Sau khi đã bị ngưng quyền chức, ông Lê Văn Bảy nghĩ ra cách cô lập ông giáo sư Ngọc Non Thanh vừa được hội thánh bổ đến, nên ông tạo điều kiện sang Trung Quốc truyền giáo. Điều này ông Bảy đã tiết lộ với người thân tín hầu cận là vị phó trị sự Phạm Tài Đoan rằng việc ông Bảy tìm đường sang phổ độ Trung Hoa chẳng do hội thánh bổ nhiệm là một bất lợi lớn để cho đàn em ở Bắc Việt tự do xem thường ông giáo sư Ngọc Non Thanh là vị chức sắc do hội thánh Tây Ninh đưa ra truyền giáo thay cho ông Bảy. Như thế,
ông Bảy và đồng bọn được chấm dứt nhiệm vụ vào ngày 14 tháng 10 năm 1938, Mậu Dần. Châu Tri nói rõ hội thánh ngoại giáo thuộc về các sắc dân khác. Thông tri số 74, ngày 17 tháng 6 năm Kỷ Mão, dương lịch ngày 2 tháng 8 năm 1939 của hội thánh Cửu Trùng Đại. Chiếu theo thờ số 783, ngày 23 tháng 9 năm Mậu Dần, dương lịch ngày 4 tháng 10 năm 1938, tòa thánh đã gửi cho ông chủ trưởng hội thánh ngoại giáo và ông giáo sư Thượng Bảy Thanh, thanh tra Bắc Kỳ và Ai Lao buổi trước, đặng rõ về quyền hành cho đặc biệt mới khỏi lầm lạc. Vậy toàn đạo nam nữ nên biết rằng, quyền hành và phận sự của hội thánh ngoại giáo là thuộc về các sắc dân khác, còn toàn nước Việt Nam là thánh địa. Trung Kỳ, Bắc Kỳ thuộc về tòa thánh Tây Ninh. Ngày nay, giáo sư Thượng Bảy Thanh không còn phận sự trách nhiệm nơi đó nữa. Người chỉ còn trách nhiệm phổ độ Trung Quốc mà thôi. Sự nảy mầm tạo phản. Điều đáng quan tâm lưu ý hơn hết là ngay từ ngày 10 tháng 10 năm Mậu Dần, Hội Thánh Tây Ninh bổ nhiệm ông giáo sư Ngọc Non Thanh đáo nhậm đầu địa phận Bắc Hà và lễ sanh giáo thiện Thượng Tráng Thanh ra Bắc để khai mở Phạm Môn Phước Thiện, làm cho ông Lê Văn Bảy và phó trị sự Phạm Tài Đoan là người thân tín của ông Bảy không đồng ý cho lập Phạm Môn vì không hiểu Phạm Môn là gì, cho đó là tổ chức riêng tư lo về kinh tài cho Đức Hộ Pháp, rồi viện cớ chống đối rằng ở Bắc Việt có nhiều tai mắt của Pháp nên không thể tổ chức Phạm Môn được. Điều kiện này bởi ông Bảy oán hận bị thánh lệnh ngưng quyền chức. Sự bất đồng nghi kỵ của kẻ thừa sai cho Phạm Môn là một tổ chức kinh tài, làm cho ông lễ sanh Thượng Tráng Thanh không hoàn toàn sứ mạng hội thánh giao phó, do ông Bảy và Phạm Tài Đoan tìm mọi cách ngăn chặn cản trở. Làm trước bị ngẫm phá sau, theo sự báo trình của ông Hiệp Phố, đạo hiệu của giáo Thiện Tráng, thánh giáo nói về ông Bảy gây khó cho Phạm Môn. Thánh giáo ngày 20 tháng 10 năm Mậu Dần, dương lịch năm 1938, thần chiêm tinh Ninh Bình giáng cơ. Thưa sư phụ, con thấy anh Hiệp Phố Ráng, giáo thiện Nguyễn Văn Ráng bị ông Phong Chí Chân Nhân hiếp đáp, con muốn về mép với sư phụ mà con không dám về. Ai đời làm đạo gì mà biểu người ta phải ở chuồng ăn đất mới ra là phước thiện. Anh Bảy ganh quyền với anh Hiệp Phố giống như hành chánh ghét phước thiện vậy. Anh Ráng gầy dựng đặng bao nhiêu, ông Bảy ở sau lưng phá hết. Nay anh Hiệp Phố không nhịn nữa, không để cho ông Bảy ăn đậu ở nhờ nữa, thiệt là đáng lắm. Không còn quyền hành chánh nên không có chỗ ở. Bây giờ nghèo chỉ để mà ăn xin cũng không đặng đồng nào, nên mới đổ nghề ra khảo hội thánh, coi bộ biết ăn năn chút ít. Nhưng mà khi đặng thơ sư thúc khai pháp thì trổ quạo, quán anh Hiệp Phố lắm. Thưa sư thúc, cho phép con đem anh Hiệp Phố vô Ninh Bình, còn bao hết anh sẽ làm nên việc. Đó là hành động phá rối Phạm Môn Phước Thiện của ông Lê Văn Bảy không cho xây dựng, mà chính đó đã tạo nên văn kiện lịch sử cho Phạm Môn Phước Thiện vậy. Do vậy mà đến ngày 5 tháng 4 năm 1940, ông Bảy đành nhẫn tâm viết tờ tố cáo với toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội về Phạm Môn Phước Thiện và yêu cầu Pháp bắt Lưu Đày Đức Hộ Pháp và số người trợ thủ. Hành vi phản loạn này đúng theo lời thuyết minh của Đức Hộ Pháp về Phạm Môn. Bần đạo văn lệnh chí tôn lập Phạm Môn là cửa Phật, dùng tấm màn bí mật che phủ khuất lấp, không kẻ phàm nào hiểu được. Hại thay, chúa quỷ biết rõ cơ màu nhiệm ấy, nên tương liên cùng chánh phủ Pháp tìm hiểu yếu lý huyền vi của cơ màu nhiệm, ra lệnh đóng cửa Phạm Môn, thì lại nảy sanh ra trăm ngàn sở phước thiện. Quả thật, đạo cao nhất xích mà cao nhất trượng. Phạm Môn khai mở vào năm Canh Ngọ, dương lịch năm 1930, thì đúng vào năm này Kim Quan Sứ đến thâu môn đệ là Lê Văn Bảy làm kẻ thừa sai đắc lực, nên vị thừa sai thẳng tay tố cáo Đức Hộ Pháp như sau. Số 69 Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 1940. Kính gửi cho quan toàn quyền Đông Pháp tại Hà Nội. Kính bẩm thượng quan đặng rõ, nhân danh cả bổn đạo thật tâm tùng theo các thánh giáo của đạo Cao Đài là ông trời của chúng tôi, hằng giáng bảo chúng tôi phải liên hiệp với Pháp Quốc, đặng đồng chung quyền lợi và chung sống cùng nhau. Nên tôi đến xin thượng quan ghé mắt vào hành vi của ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc, lãnh chức quyền giáo tông nơi tòa thánh Tây Ninh của chúng tôi từ mấy năm trước. Các hành vi ấy làm cho rối loạn cục trị an và làm cho nhơ danh đại đạo.
Nếu kể đủ hành vi của ông Phạm Công Tắc thì dông dài lắm, nên tôi xin thuật tóm tắt đôi điều trọng hệ sau đây. Thứ nhất, năm 1925, ông Tắc khởi lập trong cửa đạo của chúng tôi một chi phái gọi là Phạm Môn, phái của kiến họ Phạm. Sau này, giáo sư Thái Long Thanh cũng hiểu sai như vậy theo văn bản trả lời phỏng vấn. Phái đoàn Hà Nội tìm hiểu về tôn giáo. Qua năm 1934, Tòa Thánh Tây Ninh lên án giải tán chi phái ấy và đóng cửa các cơ sở của phái này. Từ ngày ông Tắc lên địa vị trên hết trong đạo thì người lộng quyền thừa dịp tái lập Phạm Môn, đổi tên là Phước Thiện, là cơ quan đồ sộ để lường gạt người mà lấy lợi riêng cho mình. Tại Phạm Môn Phước Thiện mà người truyền bá nhiều tin rất rối rắm cho cục trị an và có đủ bằng cớ rằng người nghịch với chính phủ Pháp. Hiện thời, về việc bổn đạo thanh niên tình nguyện tùng quân thì ông Tắc cho gieo nhiều tin để đánh đổ chánh phủ. Sự trung thành của người đã tỏ với Pháp một cách âm ỉ, đó là một kế để giấu các điều quấy của người đang toàn tính. Thượng quan đã hiểu rõ rằng ông Lê Văn Trung là anh cả và cố giáo chủ của chúng tôi lúc sanh tiền, hằng để tâm trong nơm về mục đích Pháp Việt đề huệ một cách ngay thật và chân thành. Ấy là tuân y thánh giáo của Đức Chí Tôn, giáng ngày 27 tháng 10 năm 1926. Lúc đó có người Lan Sa hầu đàn thánh giáo như vậy. Dân An Nam và dân Lan Sa là hai nòi giống đã hưởng đủ ân huệ của ta. Ta muốn cho hai nước liên hiệp nhau cho đến ngày cùng. Tôn giáo ta đến dạy đây cốt yếu để cho cả hai đồng chung quyền lợi cùng nhau. Vậy thì các con phải liên hiệp nhau, và ta đã sở định, và phải truyền bá cho cả toàn cầu sự thái bình và sự hòa thuận. Cả chúng tôi đều cứ noi theo con đường của anh cả chúng tôi đã đào tạo đó, nhưng mà ông Tắc và bọn của ông thì cứ nghịch ý. Bẩm thượng quan, chúng tôi xin nói lớn lên cho thượng quan rõ rằng cả chúng tôi đều tách xa ông Phạm Công Tắc và cho người là kẻ bị quỷ ma ám ảnh, thành ra người toan làm điều nguy hiểm, và chúng tôi đều kháng cự kịch liệt, chán chường cử chỉ phản nghịch của người đối với Pháp Quốc. Chúng tôi cầu xin thượng quan trị tội một mình ông Tắc với vài kẻ trợ thủ của người mà thôi, vì những kẻ mà bị ông Tắc đó đều là người thật thà, vì quá nghe tin lời phỉnh phờ của ông Tắc và bị người gạt gẫm rằng người có đủ huyền diệu bí mật. Chừng nào ông Tắc hết phương nhiễu hại nhân sanh nữa thì nơi tòa thánh được trở nên yên tịnh, và cả bổn đạo cao đài đều là tôi dân thật tâm và tận trung cùng Pháp Quốc. Tôi sẵn lòng đến hầu thượng quan lúc nào thượng quan có điều muốn hỏi thêm cho rõ thấu các việc. Lê Văn Bảy, giáo sư Thượng Bảy Thanh, chức sắc đi truyền đạo ở Hà Nội phố Lê Lợi, môn bài 59-61, nay kính bẩm Thượng Bảy Thanh, ký tên. Vì sự tố cáo trắng trợn của kẻ thừa sai cộng với các việc đạo sự khác, nên đến ngày 27 tháng 7 năm 1941, âm lịch ngày 4 tháng 6 năm Tân Tỵ, thực dân Pháp bắt Đức Hộ Pháp cùng 5 vị chức sắc Đại Thiên Phong lưu đày sang hải đảo Madagascar, một thuộc địa của Pháp, đúng theo sự cầu xin của giáo sư Thượng Bảy Thanh, trị tội một mình ông Tắc và vài vị trợ thủ. Quả là không có người thứ hai vậy. Từ ngày bị trục ngoại thánh thể Chí Tôn, ông Bảy rời tòa thánh Tây Ninh về Nam Vang sống với gia đình và theo Pháp nơi cao miên từ năm 1938 đến năm 1942. Qua năm 1942, ông Bảy được Pháp ở cao miên đưa ra nhận lãnh làm chủ thánh thất Kim Biên với chức vụ chủ trưởng hội thánh ngoại giáo tại Phnom Penh. Trong khi hội thánh Tây Ninh bị thực dân Pháp khủng bố nặng nề, đền thánh bị quân Viễn Chinh chiếm đóng, cùng một số chức sắc trung thành với đạo bị tù đày nơi trong quốc nội như Côn Đảo, Sơn La, Bà Rá. Điều này quá rõ ràng, trong khi Đức Hộ Pháp bị lưu đày nơi đảo Madagascar thì kẻ theo hầu Pháp được đưa ra nắm quyền đạo ở Kim Biên, đúng với câu kẻ nào làm môn đệ của tà thần tinh quái thì không thế nào làm môn đệ của thầy Đặng. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Những câu chuyện về tình hình lịch sử đạo và chuyển biến của các chức sắc ngoài kinh sách Hội Thánh Ấn Hành do các đạo tâm ghi chép lại. Truyện thừa sai Kim Quang Sứ. Đóng cửa thánh thất Kim Biên. Trong nhiệm vụ thừa sai này, đến ngày 20 tháng 8 năm Nhâm Ngọ dương lịch năm 1942, chính ông Lê Văn Bảy dẫn thực dân Pháp đến phá thánh thất, dọn thiên bàng
dẹp thánh tượng. Đây là một đạo án hết sức quan trọng. Phải chăng thầy nào trò nấy, Kim Quan Sứ náo động thánh thể Đức Chí Tôn, thì đệ tử của Quỷ Vương tác oai tác quái, làm khổ nhọc Ngự Mã Quân của Đức Chí Tôn thật đáo để. 5 năm 2 tháng 3 ngày, thọ khổ hình tận trời phi, chúng hành hà đủ cách. Không rõ sự việc này vô hình phán quyết thế nào, khi ông Lê Văn Bảy hồn lìa khỏi xác. Song theo chân truyền đạo pháp, kẻ nào đưa tay theo 36 động thì cửa Bạch Ngọc Kinh chẳng chịu rước. Thánh giáo bí truyền do Lê Văn Bảy rao truyền. Trong lúc không còn người đạo của tòa thánh Tây Ninh, ông Bảy thường nói: "Tôi rất bực mình về việc mấy tín hữu trong tòa thánh Tây Ninh đi đâu cũng ba hoa mấy bài thi thánh giáo bí truyền, làm cho nhà cầm quyền pháp nghi ngờ hội thánh Tây Ninh có mưu đồ quốc sự. Tôi thường nhắc hội thánh Tây Ninh nên khéo léo kín đáo để nhà cầm quyền pháp không có lý do giải tán đạo Cao Đài." Dụng ý gì? Phải chăng đây là cái cớ gián tiếp tố cáo với chánh quyền pháp truy tìm thánh giáo bí truyền là gì? Tất nhiên, gán cho đạo Cao Đài là tổ chức chính trị để dễ dàng giải tán. Nên năm Bính Tý, nhà cầm quyền pháp cho lệnh tòa án quân sự bao vây tòa thánh, lục xét trong nội ô, lấy cả giấy tờ của đạo, chở trên 10 xe tài liệu. Có lẽ chúng truy tầm tài liệu mật và thánh giáo bí truyền mà ông Lê Văn Bảy cố ý truyền tin, làm phận sự giáo gian, lập công với Bạch Quỷ Tây Dương. Ngày tận cùng của kẻ phạm thệ. Hàng phẩm thiên phong chức sắc khi nhậm chức phải lập thệ trước bàn Ngũ Lôi và bàn thờ hộ pháp rằng: "Nếu ngày sau phạm thiên điều, thề có hộ pháp đọa tam đồ bất năng thoát tục." Điều này có đáng sợ để giữ mình khỏi xa vào vòng tội lỗi mà hộ pháp đọa tam pháp. Hay là thề để chơi, không ích lợi gì cho phần hồn. E rằng đến lúc hồn linh thấy được cây giáng ma sử là quá muộn, ăn năn chẳng còn kịp. Nhưng vị này có duyên may, chỉ được tặng một tát tay mà hồn quy thiên ngoại, khỏi bị giáng ma sử của Phật hộ pháp. Ban tặng một tát tay. Vào đêm 10 rạng 11 tháng 10 năm Mậu Tý, dương lịch ngày 19 đến 20 tháng 12 năm 1948, sau khi cúng tí thời đền thánh về, Đức hộ pháp nằm mơ màng thấy ông Phong Chí ở Nam Vang hội diện cùng Đức Ngài và có tranh luận đôi điều về đạo pháp, làm Ngài bất bình, tặng cho ông Bảy một tát tay. Rồi sáng ngày hôm sau, vào lúc 9 giờ, công điện từ Nam Vang đánh về báo tin ông Lê Văn Bảy đã chết lúc 1 giờ khuya. Việc này Phật Bát Nương đã xác định trong một đàn cơ tại Hiệp Thiên Đại. Ấy là quyền năng của hộ pháp, kẻ còn mang xác phàm khó rõ đặng. Cái tát tay đó, Đức Ngài có nói riêng rằng: "Sợ người chịu không nổi, ắt là phải chết." Ngày về thiên liêng là ngày ông Bảy hầu tòa tam giáo để tường công chiết tội, hay là phải đến thanh tịnh đại hải chúng là quê hương của quỷ vị do tội phản loạn chân truyền. Bốn người đáng sợ. Thứ nhất, ông Thái Phấn Thanh cũng bị lưu đày với Đức hộ pháp, sau đó có hành vi phản phúc làm cho Đức Phật phải chịu nhiều điều đau khổ. Ông nói: "Vì ông mà chúng tôi bị tù đày không có ngày về tại hải đảo Madagascar." Khi được trả tự do về nước vào ngày 30 tháng 8 năm Bính Tuất, dương lịch năm 1946, ông Phấn không về tòa thánh mà về xứ sở ở Bà Rịa, rồi theo phái của ông Nguyễn Bửu Tài luôn. Đức Phạm Phối Thanh nói: "Ngày sư phụ bị đồ lưu thì con và Nhượng thiên thần vẫn gần bên. Nhượng và con chán thấy điều phản phúc của nhiều người. Nếu chẳng phải thiên thơ định trấn thánh Phi Châu thì mấy kẻ ấy đã bị hai con tàn hại rồi. Lẽ định là sanh thánh chứ không phải tử thánh, nhưng thiên thơ biến chuyển ngày nay, họ vẫn còn ra vào Ngọc Hư Cung định án. Tiếc thay, một kiếp sanh gặp Phật mà không thấy Phật thì thiên vị lấy đâu mà định đặng." Thánh giáo Phạm Phối Thanh, ngày 17 tháng 12 năm Mậu Tý, dương lịch năm 1948. Thứ hai, ông Phối Sư Thượng Tài Thanh, Nguyễn Bửu Tài thuộc chi phái Tiên Thiên quy thuận về tòa thánh Tây Ninh vào năm Đinh Hợi năm 1947. Đến mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Sửu, dương lịch năm 1947,
Đức Lý Giáo Tông giáng cơ tại cung đạo Tòa Thánh cho biết. Hiền Hữu nói lại với Tài và các bạn khác rằng, lão chuẩn y phẩm vị, nhưng phải đem cái tín đồ của họ về Tòa Thánh mới đặng nghe à. Lệnh Đức Lý Giáo Tông phán định như trên, nhưng ông Tài không tuân hành, rồi sau đó tách ra, trở về phái cũ và tự xưng giáo tông của phái này, phái Tiên Thiên ở đất đỏ. Nên có lời phê của Đức Hộ Pháp sau khi Pháp Chánh đã minh tra xong. Hành tàn của Phấn và Tài đã dùng phương mê hoặc bằng cơ bút tiếp tục phương trước của tả đạo Bàn Môn. Những linh hồn bị họ cám dỗ sẽ bị đọa lạc, rất nên thường xót. Tại nơi số mạng của họ cũng như bảy và chữ kia vậy, thì phương nào mình có đủ quyền năng nơi cõi tục này mà cải hoán thiên điều cho đặng. Tội nghiệp thay, họ tưởng họ sống hoài đặng đeo đuổi đảng phái của họ, cái chết của họ gần kề mà thánh ân bị cất mất ấy, là một kiếp sanh rất nên vô phước đó. Đàn cơ tại Thanh Trước Đàn, đêm 4 tháng 2 năm Tân Mão, dương lịch ngày 11 tháng 3 năm 1951, do ông Nguyễn Bửu Tài xin hội thánh được thử cơ giữa hai bên đồng tử của Tiên Thiên và Tòa Thánh Tây Ninh. Chứng dự đàn cơ có quý ngài thời quân khai pháp Bảo Thế tiếp đạo được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy. Thượng Tài Thanh, hiền hữu có biết đạo thầy vốn một. Thượng Tài Thanh, hỏi một hội thánh có mấy đài hiệp thiên và mấy đài cửu trùng. Chính lão đã lập đạo nghị định thứ 8, có đâu lão lại phá luật. Còn đài hiệp thiên do hộ pháp nắm giữ, đâu có lão lại quá quyền phạm pháp, phong tước cho trưởng quản hiệp thiên đài. Hiền hữu vốn biết lão đương quyền giáo tông đó, cơ chia phe phân phái cũng do đó có phải. Lão cho hay rằng hội nhân sanh sắp đến đó, thử hỏi chức sắc và tín đồ đem về đặng bao nhiêu. Hiền hữu khá nhớ rằng được phẩm thì dễ, chứ ngồi yên khó lắm. Sự không chịu quy thuận của chức sắc tín đồ là lỗi nơi hiền hữu chứ không phải của họ. Rõ ràng bệnh chi phái không có thuốc chữa, chỉ vì hám vọng chức quyền mà họ bằng mặt chẳng bằng lòng. Rồi chi phái vẫn là chi phái, để tự phong giáo tông Nguyễn Bửu Tài, Đức Lý chỉ nhìn nhận phẩm phối sư. Thứ ba và bốn, hai ông bảy và chữ. Từ ngày đương sự lại kim quan sứ trước mặt Đức Hộ Pháp trong đàn cơ tại Nam Vang, thì bắt đầu quậy phá, làm cho danh thể hội thánh ngoại giáo bị quyền thiên liêng hủy bỏ, theo lời phê của Đức Hộ Pháp như sau. Vì tội tình của giáo sư bảy và chữ, nên quyền thiên liêng đã định bãi bỏ phẩm vị hội thánh ngoại giáo của Tần Quốc. Nếu hai tội nhân làm mất phẩm vị hội thánh ngoại giáo mà cả tín đồ Việt Kiều nhất tâm cầu khẩn trọn hiếu cùng Chí Tôn và Phật Mẫu, trọn trung với hội thánh, thì còn phương cứu rỗi đặng. Trái lại, phần nhiều lại cố tâm phản đạo, thì bằng đạo đây còn tha thứ chẳng đặng. Huống là quyền thiên liêng, hội thánh ngoại giáo đã bị hủy bỏ, chỉ còn một trấn đạo mà thôi. Phải thông tri cho toàn đạo Kim Biên đều biết, ai trung thành thì ở trong cửa đạo, còn ai phản nghịch thì khâm trấn đạo, trọn quyền trục xuất. Ta chỉ chọn kẻ thật tín ngưỡng của đạo, còn ngoài ra là đồ thừa. Phải cho chánh phủ miên biết ai là đạo, ai là không. Đức Thanh Sơn thầy Bạch Văn Động chào mừng Đức Hộ Pháp. Đàn cơ đêm 13 tháng 6 năm Bính Thân, dương lịch ngày 17 tháng 9 năm 1956, Đức Thanh Sơn giáng mừng Đức Hộ Pháp đến Nam Vang. Đức ngài nói: thấm thoát nền đạo tại Tần Quốc đã 20 năm. Ngày ấy chính Chí Tôn sai hộ pháp đến gieo hột thánh cốc. Từ ấy những nay thì các tay chấp chánh đạo quyền nơi này không tô bồi thêm, trái lại làm cho phân chia tâm lý. Cớ ấy là lỗi ham quyền trọng vị. Các chức sắc thiên phong lãnh thiên mạng nơi mình, không làm xong phận sự, ngôi thì ham, quyền thì muốn, mà hành động cho xứng đáng thì không làm. Thử hỏi họ văn thiên mạng đến để làm gì chứ? Họ phải xứng phận làm anh, là thầy, để gần gũi nhân sanh, chia đau, an ủi điều khổ. Hôm nay hộ pháp đến thì cả chức sắc thiên phong phải ráng thực thi hành quyền của mình, hư thì bỏ, nên thì để. Rửa ráy thánh thể Đức Chí Tôn cho nên hình, vậy khá liệu lấy. Có quyền giáo tông đến. Đức quyền giáo tông dạy, mấy em nam nữ đã thấy rõ vì lẽ nào mà Đức trưởng đạo Nguyệt Tâm đã từ bỏ chức vụ trưởng đạo mà mấy em từ thử hay chăng? Mấy em nhớ lại coi,
từ khi Phong Chí 7 nắm quyền đến nay, sự nghiệp đạo đã hư hoại thế nào thì cũng do sự bội phản của Đức Hộ Pháp và anh em giành quyền với nhau mà sanh ra rối loạn. Hòa nói thiệt cùng mấy em rằng, vì hổ thẹn ấy mà trưởng đạo từ chức và hủy bỏ Hội Thánh Ngoại Giáo. Các em đã hiểu điều ấy. Hòa chỉ thương Thanh Sơn mang tiếng phụ phàng lỗi tình cùng Hộ Pháp. Hòa đã nhiều phen cầu xin Nguyệt Tâm Chân Nhân tha thứ, nhưng Ngài quyết hẳn. Vì cớ chúng đã mạo danh Bạch Vân Động đặng chia phe phân phái, lập quyền đời của họ, các em có biết chăng? Đấng đã trọn mang ân của Đức Hộ Pháp là Bạch Vân Hòa Thượng tức Thanh Sơn, vì khi lãnh lệnh Ngọc Hư Cung thì người đã hứa rằng Hộ Pháp trọn quyền sử dụng các chân linh Bạch Vân Động. Hôm nay lời hứa ấy đã thất. Qua nhường cơ cho Đức Thanh Sơn. Thanh Sơn Chân Nhân. Bần đạo trở lại là vì lời kêu nài của Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Chư Thiên Phong đủ hiểu rằng mạng số Việt Nam có liên quan mật thiết cùng kiếp sanh của bần đạo là thế nào, và vì lẽ gì mà bần đạo phải giao trọn quyền điều khiển Bạch Vân Động cho Hộ Pháp. Khai tội cùng Giáo Tông và Hộ Pháp. Đặng cơ ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Thân, dương lịch ngày 20 tháng 3 năm 1932 tại Thánh Thất Kim Biên, Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân dạy: Nam nữ Thiên Phong xin nghe. Nước thiên đàng ít kẻ, cửa địa ngục vẫn nhiều người. Chưa từng thấy hạng nhân sanh nào tự trọng thân mình mà chẳng hữu ích cho cơ tạo mà đạt vị thần thánh tiên Phật. Ngôi vị thiên liêng chẳng phải do nơi sự cầu may mà đạt đặng. Bần đạo khi lãnh lệnh làm trưởng đạo lập Hội Thánh Giáo đạo tha phương thì tùng theo lòng bác ái của Đức Chí Tôn mở rộng thế cho nhân sanh dân công đổi vị. Bần đạo chẳng kể là nguyên nhân, hóa nhân hay quỷ nhân, hễ biết lập công thì thành đạo. Bần đạo để cho mỗi người tự do định phận, lại tùy thế khó khăn mà gây thành công quả. Ấy vậy, nếu lấy phép công bình tự nhiên, nên thì để, hư thì bỏ. Bần đạo đã chán thấy kẻ bất lực thì nhiều, vậy bần đạo để lệnh mỗi vị Thiên Phong xét mình, khai tội cùng Giáo Tông và Hộ Pháp. Rồi sau mới định rõ điều thưởng phạt. Đến đây ta nhận xét, cái loạn cung đình do các hoạn quan hiệp cùng các loạn thần có mưu đồ phản quốc, xoán đoạt ngai vàng, làm cho kẻ trung can phải chịu lắm điều sợ bức. Cái loạn đạo pháp ấy là cái bẫy của tòa Tam Giáo để phân biệt chánh tà. Quỷ vương tàn ẩn xúi dục hoặc đã thâu phục nhiều kẻ thừa sai để làm cho nền đạo phân phe chia phái, làm cho rã rời manh mún để chúng dễ dàng tàn hại, giành giật con cái Đức Chí Tôn. Vậy kẻ nào ghét sự thương yêu chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi là môn đệ yêu dấu của 36 động quỷ. Con đường cứu khổ chúng sanh là con đường đạo đức, ngọn đèn thiêng liêng sẽ chực soi tỏ bước đường. Khác với con đường ấy là đường của quỷ vương đem lối đó. Sử liệu phải vô tư nói rõ cái đúng điều sai về công nghiệp hành đạo tại tòa thánh của ông Lê Văn Bảy. Năm Quý Dậu, dương lịch 1933, ông giáo sư Thượng Bảy Thanh được Hội Thánh bổ nhiệm chức vụ quyền quản lý lại Viện Nội Chánh. Lúc bấy giờ, các chức vụ trong Hội Thánh Cửu Trung Đài gồm có Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật, trưởng pháp do ba vị thời quân hiệp thiên đài đảm nhận là Bảo Thế Lê Thiện Phước, Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, Hiến Đạo Phạm Văn Tươi, thầy Bảo Đạo Ca Minh Chương đã quy tiên. Đầu sư quyền Thái Đầu sư Thái Thơ Thanh, quyền thượng đầu sư Thượng Tương Thanh, Ngọc đầu sư Ngọc Trang Thanh, ba chánh phó sư do ba vị thời quân hiệp thiên đài đảm nhận, khai pháp cầm quyền Ngọc chánh phó sư, khai đạo Thái chánh phó sư, khai thế Thượng chánh phó sư. Thứ nhì, ngày 16 tháng 4 năm 1933, âm lịch ngày 22 tháng 3 năm Quý Dậu, Thượng hội nhóm bất hợp pháp tại tòa thánh do Thượng Sanh chủ tọa để cho Ngọc Trang Thanh chỉ lỗi Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Do giáo sư quản lý lại viện Thượng Bảy Thanh làm từ hàng đại hội, xem huấn lệnh không thừa nhận của Đức Quyền Giáo Tông vì Thượng hội sái phép đạo. Đến ngày 19 tháng 5 năm Quý Dậu, cách thay tháng sau, ông Nguyễn Phan Long là người đời ngoại đạo, hiệp cùng các ông Lê Bá Trang,
ông Nguyễn Trung Hậu, ông Lê Thiện Phước, ông Phạm Văn Tươi cùng đa số chức sắc trong các chi phái về tòa thánh Hội Vạn Linh trong đền thánh, lại bầu cử Nguyễn Phan Long làm nghị trưởng, ngồi giữa đại diện mà mặc đồ Âu phục, quần cục, áo sơ mi tay cục, quả là một trò hề. Ông Long là nhà báo, tay sai của Pháp. Ông Long, ông Hậu, đời ông Bảy phải giao bản vi bằng thượng hội bất hợp nói trên để làm bằng cho Hội Vạn Linh cũng không hợp lệ. Ông Bảy hỏi, trả cho ai? Nói rồi đi luôn. Điều này chứng tỏ người của Quỷ Vương không hợp với thừa sai Kim Quan Sứ. Lúc này, ông Bảy chưa quậy phá, còn theo chánh đạo tòa thánh làm phận sự một nhân thánh cửu trùng đại. Thứ ba, điều đáng hoan nghênh hơn hết, ông Bảy tự động vào dự Hội Vạn Linh Nguyễn Phan Long. Ông vẫn điềm nhiên nguyên buổi sáng ngày 19 tháng 5 năm Quý Dậu, không phát ngôn, chỉ ngồi nghe. Chờ đúng lúc, vào buổi chiều lúc 3 giờ cùng ngày, ông tiếp thế Lê Thế Vĩnh đến giữa hội, trình cho nghị trưởng Nguyễn Phan Long thơ của Đức Hộ Pháp giới thiệu cho tiếp thế đại diện cho Đức Ngài đến dự hội. Ông Long buộc rằng, buổi sáng tôi có khuyên ông ở lại dự hội, ông giận bỏ ra đi vì tình anh em, thì hai thơ ủy quyền của Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp đã bị hủy bỏ. Bây giờ ông lại đến xin dự hội theo thơ của Hộ Pháp mà không có thơ của Quyền Giáo Tông thì không được. Vậy ông chịu khó trở về xin chữ ký của ông Quyền Giáo Tông vào thơ này mới được, vì buổi hội nhóm này chỉ vấn nạn Quyền Giáo Tông mà thôi. Đến đây ông giáo sư Bảy đứng lên và nói lớn rằng, xin lỗi ông, tôi thở nay vẫn kính trọng ông là người hữu tâm với đạo. Những cử chỉ ông ngày nay tôi lấy làm bất bình. Ông lấy quyền gì mà chủ tọa hội này? Còn hội này là hội gì? Lại nữa, ông vào đạo hồi nào mà không ai biết? Nhà thờ này lập ra nay thành trường diễn thuyết, không phải chỗ thờ phượng nữa. Nói rồi ông Bảy ngó ngay ông đầu sư mà nói lớn rằng, hiền huynh Ngọc Trang Thanh, tôi và hiền huynh sẽ đối diện ngày về cùng thầy, hiền huynh thọ thiên điều đừng trách. Liền sau đó ông Bảy dõng dạc bỏ ra đi. Điều này đáng bái phục đẫm lược của một nhân thánh còn trong thánh thể Đức Chí Tôn, đủ nghị lực phản đối kẻ phá đạo trời. Năm Quý Dậu rất tốt, đáng bái phục. Năm 1933. Năm 1940, ngày 5 tháng 4, rất xấu, đáng kính sợ vậy. Vì thế mà đạo trời có âm dương, tôn giáo có chánh đạo và tả đạo bàn môn, lòng người có chánh tà phân biệt. Ký giả Lê Thế Vĩnh có liên hệ Hội Vạn Linh Nguyễn Phan Long. Ông Lê Thế Vĩnh sinh năm 1899 tại Sài Gòn, là bào đệ ông Lê Thiện Phước, Bảo Thế Hiệp Thiên Đài. Ông là một ký giả nổi tiếng trong khoảng thời gian Ất Sửu năm 1925 đến năm Bính Dần năm 1926. Vào thượng tuần tháng 6 năm Ất Sửu, dương lịch ngày 26 tháng 7 năm 1925, ở Sài Gòn có nhóm trí thức tổ chức xây bàn, mời các vong linh quá vãng về sướng họa thi phú, vui thú cầm thi trong khi nhàn rỗi. Cuộc xây bàn dần dần tiếp thu được sự hiển linh và huyền diệu của các đấng vô hình, và từ đó dư luận lan tràn qua các giới công thương, kỹ nghệ, nghiệp đoàn báo chí trong và ngoài nước. Do đó nên ngày 12 tháng 11 năm 1925, ông Phạm Minh Kiên và Lê Thế Vĩnh là ký giả đến nhà ông Cao Quỳnh Cư tham dự cuộc xây bàn theo tư cách phóng viên nhà báo. Trong dịp làm nghiệp vụ này, hai ông được đấng A-A-Ớ cho chung một bài thi tứ tuyệt như sau: một viết một thân giữa diễn đàn, bằng xua trước giặc vạn binh lan, nước nhà ví biết thân là trọng, dạy dỗ sao cho đặng mở mang. Qua bài thi nói trên, được Đức Chí Tôn cho biết cả quá trình hiện tại và tương lai, nhất là câu nước nhà ví biết thân là trọng, nhờ huyền linh đánh thức chân linh bậc nguyên căn, ông Lê Thế Vĩnh liền xin nhập môn theo đạo Cao Đài trong năm Ất Sửu. Đó là ngày Đức Chí Tôn hóa độ một linh căn thời quân chi thế, thọ thiên ân tiếp thế ngày 12 tháng 1 năm Đinh Mão tại thánh thất Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Tà quái lộng hành Từ Lâm Tự. Khi về chùa Gò Kén Từ Lâm Tự dự lễ khai đạo ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, dương lịch ngày 19 tháng 11 năm 1926, ông Lê Thế Vĩnh bị tà quái nhập xác, xưng danh Tề Thiên Đại Thánh, cùng bắt tay nhảy múa trước đàn nội với một nữ tín đồ Vương Kim Chi,
xưng danh Lê Sơn Thánh Mẫu, làm cho đàn tiền náo động, kẻ nói chánh người nói tà, trở thành một trường ngôn luận rộng khắp trong nước. Đức Lý Giáo Tông gọi đại thánh trong ngày đại lễ là Cổ Lão, thử thách Tam Trấn Lập Thành trong ngày khai đạo. Vì chuyện xảy ra nơi thánh thất, Đức Chí Tôn giáng cơ đêm 18 tháng 10 năm Bính Dần, dương lịch ngày 29 tháng 11 năm 1926 dạy rằng: chuyện thánh thất xảy ra cũng là bước trắc trở trong đường đạo, thầy còn phải đau lòng thay, nhưng thiên cơ định vậy. Sự xảy ra đều do tâm trí của nhiều đứa, cũng do nơi lòng tà vậy mà ra. Vì tâm trung chánh đáng làm cốt cho tiên thánh, còn tâm trí vậy tà là chỗ của tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có thầy giúp mà lập nên nền đạo là đủ. Nơi thiên thờ có dấu rõ ràng, các con có đi tranh luận cũng nhọc công vô ích. Kẻ hữu phần, người vô phước, tinh tinh không không cũng chẳng sửa cơ trời được. Đến ngày 28 tháng 10 năm Bính Dần, dương lịch ngày 12 tháng 12 năm 1926, Đức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy Đức Quyền Giáo Tông: hiền hữu Thượng Trung Nhật, từ đây cấm không cho Vĩnh nhập đàn. Hương Thanh, từ đây cấm không cho Vương Kim Chi nhập đàn nghe. Thời gian trôi qua, đến ngày 12 tháng 1 năm Đinh Mão, dương lịch ngày 13 tháng 2 năm 1927, Đức Chí Tôn lập pháp chánh truyền Hiệp Thiên Đài, ông Lê Thế Vĩnh đắc phong vào phẩm vị chân quân tiếp thế Hiệp Thiên Đài. Sau khi thọ phong vào hàng tướng soái thời quân Hiệp Thiên Đài, ngài phế đời hành đạo về tòa thánh Tây Ninh, tùng sự nơi văn phòng Đức Quyền Giáo Tông mãi đến năm 1935 Ất Hợi. Thời gian này ngài thường xuyên ở tòa thánh. Công Phò Loan về nữ trung tùng phận. Năm Nhâm Dần, dương lịch 1932, ngài Lê Tiếp Thế Hiệp cùng Đức Hộ Pháp Phò Loan tại Phạm Nghiệp qua nhiều đêm liên tiếp, cho bà Đoàn Tiên Nương, Đoàn Thị Điểm giáng cơ viết Nữ Trung Tùng Phận về Thế Đạo. Viết xong độ 1000 câu, thời cơ ngưng không viết được nữa. Đức Hộ Pháp biết rằng bà đã viết xong phần Thế Đạo, cần phải có một thời quân chi đạo để Phò Loan. Đức Hộ Pháp định đánh điện tín gọi ông Cao Tiếp Đạo từ Nam Vang về Phò Loan. Bà trả lời rằng không cần đánh điện tín, vì ngày mai ông Tiếp Đạo sẽ về tới tòa thánh. Do tiên nương giáng tâm dục ông về để viết tiếp phần đạo pháp. Ngay trong đêm đó, Đức Hộ Pháp và ngài Cao Tiếp Đạo Phò Loan cho bà Đoàn Tiên Nương viết tiếp Nữ Trung Tùng Phận đến câu cuối cùng, hoàn thành tác phẩm vô cùng quý giá là 1401 câu. Như thế, Nữ Trung Tùng Phận gồm có hai phần do Chi Thế và Chi Đạo Nâng Loan hiệp cùng Đức Hộ Pháp, phần Chi Đạo 401 câu. Công về kiến tạo lầu Hiệp Thiên Đài. Năm Quý Dậu 1933, ngài Lê Tiếp Thế lãnh vận động mướn bát vật Phan Hiếu Kinh đổ cột, là phòng Hiệp Thiên Đài được phần ít rồi cũng ngưng lại. Công cuộc tạo tác tòa thánh phải bị gián đoạn 3 lần do ảnh hưởng cuộc nội khảo của hai ông Tương Trang. Đến năm Bính Tý, hội thánh Cửu Trùng Đài giao cho Đức Hộ Pháp lãnh làm đền thánh. Đức ngài dùng lực lượng phạm môn, phước thiện, tình nguyện công quả thi công mới hoàn thành và bàn giao cho hội thánh đầu năm Đinh Hợi. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Những câu chuyện về tình hình lịch sử đạo và chuyển biến của các chức sắc ngoài kinh sách hội thánh ấn hành do các đạo tâm ghi chép lại. Truyện Thừa Sai Kim Quang Sứ. Hội Vạn Linh Nguyễn Phan Long, Tây Sai Đế Quốc Pháp. Ngày 19 tháng 5 năm Quý Dậu, dương lịch năm 1933, do cuộc ngoại khảo bên Cửu Trùng Đài, do vị quyền đầu sư Ngọc Trang Thanh, Lê Bá Trang làm nội ứng, bên Hiệp Thiên Đài có một số thời quân còn ở Sài Gòn chưa về tòa thánh hành đạo, làm trung gian đưa ông Nguyễn Phan Long về tòa thánh làm nghị trưởng Hội Vạn Linh. Tại đại điện đền thánh, mặc âu phục quần cục, áo sơ mi ngắn tay, mù toàn phá đạo. Ông kích bác Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh được Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp cử làm đại diện đến trả lời giữa Hội Vạn Linh của Nguyễn Phan Long. Buổi sáng ngày 19 tháng 5 năm Quý Dậu, đến hội gặp ông Bảo Thế Lê Thiện Phước
đứng về phe Ngọc Trang Thanh. Vì tình anh em ruột thịt, ông Lê Thế Vĩnh lạy ông Lê Thiện Phước một lạy rồi ra về, để buổi chiều trở lại làm phận sự đại diện theo mạng lệnh của Hội Thánh Tây Ninh. Nhưng trớ trêu thay, buổi chiều khi ngài trở lại dự hội thì ông Nguyễn Phan Long không chấp nhận với lý do, vì buổi sáng ông có khuyên cả hai anh em ông Lê Thiện Phước rằng: anh em là một việc, còn đây là việc đạo, xin khuyên hai ông nên ở lại dự hội. Xong ông Phước và ông Vĩnh bỏ hội ra đi. Bây giờ buổi chiều trở lại, chỉ có thơ của Đức Hộ Pháp ủy nhiệm, nên ông Nguyễn Phan Long không cho dự hội, viện cớ rằng: cuộc hội này là chỉ lỗi của Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, chứ không có liên hệ với ông Hộ Pháp. Thế là ông tiếp thế không làm xong nhiệm vụ biện lý cho Hội Thánh Tây Ninh, chỉ vì tình riêng của anh em mà làm hỏng việc đạo quan trọng. Truyền đạo Bắc Hà. Năm 1935, năm Ất Hợi, Hội Thánh bổ nhiệm ngài tiếp thế Lê Thế Vĩnh thời Quân Hiệp Thiên Đài ra truyền giáo tại Bắc Kỳ. Cùng đi có bà Lễ Sanh, Hương Thơm, truyền giáo về nữ phái. Đến ngày 27 tháng 1 năm Đinh Sửu, dương lịch ngày 11 tháng 3 năm 1937, Hội Thánh thuyên bổ ông giáo sư Thượng Bảy Thanh đến thay thế cho ngài Lê Tiếp Thế, Hội Thánh ngoại giáo, lập lệnh bổ ngưng quyền chức. Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh bị tòa Tam giáo xử ngưng quyền về tội phế phận do đạo nghị định số 28 tin nghị định ngày 24 tháng 9 năm Đinh Sửu, dương lịch ngày 27 tháng 10 năm 1937, nghiêm cấm không được mặc thiên phục chầu lễ Đức Chí Tôn, không được mặc đạo phục đi đường, cấm nhúng tay vào chánh trị của đạo, vì tội phế phận kết hợp với kẻ phá đạo. Pháp chánh truyền đã định, trọng quyền ắt trọng phạt là đây. Ngày 18 tháng 1 năm 1937, cùng ký tên trong tờ cảnh cáo lập tại Thánh Thất Từ Vân, Phú Nhuận, do chi thể lãnh đạo và bốn vị thời quân cảnh cáo rằng không nhìn nhận ông Phạm Công Tắc là hộ pháp của Hiệp Thiên Đài nữa. Lập Hiệp Thiên Đài tại Từ Vân, Phú Nhuận, không tùng Tòa Thánh Tây Ninh. Năm 1941, năm Tân Tỵ, nhằm ngày 27 tháng 7 năm 1941, khi đế quốc Pháp bắt Đức Hộ Pháp lưu đày hải đảo Madagascar, Tòa Thánh bị đóng cửa, ông Lê Thế Vĩnh hợp tác theo chi phái Bến Tre, vâng lệnh ông Nguyễn Ngọc Tương về Tòa Thánh Tây Ninh, kêu gọi chức sắc giữ Tòa Thánh, nên rước ông Tương Bến Tre về làm chủ Tòa Thánh thì Pháp sẽ trả chùa lại. Không được sự đồng tình của ngài Phối Sư Thái Khi Thanh, là người được Đức Hộ Pháp ủy quyền để gìn giữ đền thánh trong khi Đức ngài đang bị lưu đày. Đức Phật Tiên Liệu có biến thiên, khi đồng minh giải giới Nhật có tàu nên giao cho ông Thái Khi trương cờ tàu, nên đồng minh không phá Tòa Thánh, không về chiếm Tòa Thánh được. Sau đó ông Tương phái người về chở 7 cái ngai trong đền thánh đem về Bến Tre. May thay, thiên bất dung gian, khiến ông cháu rể của bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh, người Tây Lai, lên Tây Ninh gặp trường hợp cướp giật trắng trợn ban ngày như thế. Ông liền can thiệp với chính quyền Pháp Tây Ninh, không cho ông Tương được chở 7 cái ngai của Đức Giáo Tông trưởng Pháp đầu sư về Bến Tre được. Đụng tới 7 cái ngai trong đền thánh là một xúc phạm lớn về đức tin tín ngưỡng, về đạo Pháp, tội lây vạ tràng, khiến ông Lê Thế Vĩnh bỏ Tòa Thánh, xa rời cửa đạo và theo luôn chi phái kể từ đó. Cho nên thời Quân Tiếp Thế không có ngày đạo lễ do sở hành kể trên. Khi Đức Thượng Sanh về lãnh đạo Hội Thánh, có sự sắp xếp hình ảnh của Tiếp Thế thờ nơi Hiệp Thiên Đài là việc riêng sau này, bởi chưa có lệnh vô hiệu hóa thánh lệnh ngưng quyền chức. Giải thoát thể xác. Năm Ất Dậu, dương lịch 1945, giữa tình thế phân tranh ba miền Nam Trung Bắc, đất nước Việt Nam đang chịu thảm họa chiến tranh Pháp Việt, thì người có tài thao lược như ông Lê Thế Vĩnh dễ sa vào cạm bẫy quyền lợi của đời với nhiều hình thức, ở mặt này hay mặt khác. Bởi thế, trong một chuyến đi từ Sài Gòn Đà Lạt rồi mất tích luôn vào năm Ất Dậu, khi ông chết rồi, có người nhận diện được ông cùng với luật sư Dương Văn G và ông T. Trong lúc ba người nằm chung chưa chôn, vào ngày 28 tháng 9 năm 1945, dương lịch ngày 28 tháng 9 năm 1945, kết quả do hành tạng bộ thiết giáp đạo đức của Đức Chí Tôn ban cho không còn có đúng với câu tiên tri: nước nhà ví biết thân là trọng. Văn thi tứ tuyệt là điển tích, là hành tạng hậu vận, vì sau đó người trở ra đời và phải chết vì đời.
bởi không biết thân là trọng theo bài thi tiên tri của thầy trời. Kết quả hội vạn linh. Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đi những nước cờ thế, sử dụng chốt qua sông thành, xe pháo ngựa, pháp dùng Nguyễn Phan Long, nhà chánh trị đời, kết nạp với số nội loạn về tọ thánh phá đạo trời, gặp phải thiên quân, thiết quả, tức Chí Tôn lấy xiển giáo, trừ triệt giáo tà quyền. Sau khi ông Lê Thế Vĩnh bị ông Nguyễn Phan Long không cho quyền đại diện Giáo Tông và Hộ Pháp dự hội vạn linh ngoài luật pháp của đạo, Đức Hộ Pháp đề cử ông Tràng Sư Diệp đến hội vạn linh của ông Nguyễn Phan Long trình giấy ủy quyền đại diện cho Hộ Pháp. Ông Nguyễn Phan Long giao giấy ủy quyền đại diện cho Hộ Pháp để hỏi ý kiến của hội viên. Ông Nguyễn Trung Hậu bảo Pháp Hiệp Thiên Đài qua nắm quyền chưởng pháp nói rằng: ông Trạng Sư là đời không có đạo, không có quyền đại diện cho Hộ Pháp. Ông Nguyễn Phan Long nói: việc làm này là ông Hộ Pháp muốn ám chỉ tôi cũng là người đời, không có đạo. Ông Diệp Văn Kỳ nói: được chấp nhận hay không thì không quan trọng, duy có điều tôi vâng lệnh Đức Hộ Pháp đến đây thông báo cho quý ông biết rằng đạo Cao Đài chỉ có quyền vạn linh, chứ không có hội vạn linh ngoài luật pháp chân truyền của đạo. Nát mặt ông Hậu câu nói này của Trạng Sư Diệp. Nữ thánh nhân phá hội. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, bà Bảy Phó Sư Hương Lự, thân mẫu Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang vào cung đạo bái lễ Đức Chí Tôn xong, trở ra cửu trùng đài, đến chỗ Nguyễn Phan Long hỏi: ai chủ tọa hội này? Ông Nguyễn Phan Long đứng dậy chắp tay thưa rằng: dạ con. Bà Bảy hỏi: sao ông làm chủ tọa hội, ngồi giữa bổ điện mà mặc đồ Âu, quần cục, áo ngắn tay thế này? Ông Nguyễn Phan Long đáp: thưa bà, con là nhà báo đến đây dự hội, tại không có ai làm chủ tọa cho xứng đáng, nên toàn hội tín nhiệm bầu tôi làm nghị trưởng hội vạn linh này. Một tuổi hổ chung cho chức sắc Tây Ninh có mặt tham dự hội này, theo phe tiền cáo. Liền khi ấy, bà Bảy dậm chân kêu trời: trời đất ơi, Đức Chí Tôn ơi, ngó xuống mà coi, quỷ vương về đây phá đạo. Bà dậm chân kêu trời làm chấn động cả hội trường ma quái, buộc lòng Nguyễn Phan Long phải giải tán cái hội gọi là hội vạn linh không có trong cửa đạo Cao Đài. Bà Phó Sư kêu trời nói quỷ về phá tòa thánh, phá đạo có đúng đạo pháp không? Quá đúng, vì Đức Chí Tôn đã tiên tri. Chi chi qua năm Quý Dậu, năm 1933 phải cho thành đạo. Mà trước khi đạo thành thì tam thập lục động quỷ hiệp về phá tòa thánh dữ dội lắm, mà trừ an nội loạn mới thành thiên cơ. Tại sao nói nội loạn? Vì ông Lê Bá Trang, Ngọc Đầu Sư đứng ra đầu cáo Đức Quyền Giáo Tông, cốt để tranh giành quyền lợi, cấu kết với ba vị thời quân Hiệp Thiên Đài qua cầm quyền chưởng pháp, giúp cho hội thánh cửu trùng đài lại đứng về bên đầu cáo, chống lại Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp cùng hội thánh cửu trùng đài từ ba chánh phó sư và cử viện trong hội thánh. Gọi nội loạn là có nội ứng chức sắc thiên phong của đạo, giúp giáo cho thực dân, đưa Nguyễn Phan Long là tay sai của Pháp, là đời mà bao nhiêu đại thiên phong phải chịu dưới mạng lệnh của người, lại còn quy hợp các chi phái đã từng phá đạo, kết hợp cả ngàn người, vừa đủ số tam thập lục động. Quyết nghị vạn linh ra sao? Nghị quyết của hội vạn linh là dâng lên quyền thiên liên định. Thật là một trò hề, diễn viên xiếc nhào lăn cho đã rồi dâng lên thiên liên định. Mà thiên liên đâu có bảo họ diễn trò như thế. Quả thật, Đức Quyền Giáo Tông và Hộ Pháp trừ an nội loạn mới thành thiên cơ. Thiên cơ đó là gì? Là bài thi sau đây của Đức Chí Tôn: tiền trình thầy dạy trước con tường, đợi hạ sang năm mới tuyển lương, năm bảy năm sau nên nghiệp lớn, đến chừng ấy khá đạo lo lường. Đức Phạm Phối Thanh Giáng Cơ trình với Đức Hộ Pháp rằng: đại hội Ngọc Hư định ngày 15 tháng 12 năm Quý Dậu, dương lịch năm 1933, là ngày đạo thành, nên Đức Hộ Pháp tăng cường 6 vị thời quân qua giúp hội thánh cho đủ số chức sắc hội thánh Nho Tông, Quyền Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư, ba chánh phó sư, cửu trùng đài, 4 vị Hiệp Thiên Đài, 6 vị Ba Bảo, Ba Khai. Kết luận: khi hội vạn linh bất thành, Đức Quyền Giáo Tông nói với và ông Trạng Sư Diệp Văn Kỳ rằng: cái kết quả của hội vạn linh này không phải để rửa sạch điều họ đã vu cáo cho tôi, mà chính là để cho đạo Cao Đài thêm được một tín đồ như trí thức Nguyễn Phan Long. Sau đó ông Diệp thuật lại cho ông Long nghe, thì người nói rằng:
tôi không phải là người của đạo Cao Đài, vậy là cái giống gì? Phần phong thánh ở Nam Vang. Đức Chí Tôn phong thánh tại Nam Vang do Đàn Cơ đêm 27 tháng 7 năm 1927 âm lịch ngày 29 tháng 6 năm Đinh Mão cho các vị cửu trùng đài. Một, ông Lê Văn Bảy, giáo hữu Thượng Bảy Thanh. Hai, ông Nguyễn Văn Lắm, giáo hữu Thượng Lắm Thanh. Ba, Võ Văn Sự, giáo hữu Ngọc Sự Thanh. Bốn, Đặng Trung Chữ, lễ sanh Thượng Chữ Thanh. Năm, Trần Quang Vinh, lễ sanh Thượng Vinh Thanh. Sáu, Phạm Kim Của, lễ sanh Thái Của Thanh. Tiếp đạo Hiệp Thiên Đài Cao Đức Trọng. Chức sắc nữ phái: một, Trần Kim Phụng, giáo hữu. Hai, Đặng Thị Huê, giáo hữu vợ ông Bảy. Ba, Nguyễn Thị Hạc, giáo hữu thân mẫu ông Chữ. Bốn, Huỳnh Thị Trọng, lễ sanh vợ ông Chữ. Tất cả 11 vị nam nữ. Hàng thánh 6 vị, 3 nam 3 nữ. Hàng thần 4 vị, 3 nam 1 nữ. Hàng tiên tiếp đạo 1 vị. 11 vị đủ số lập hội thánh ngoại giáo. Năm 1927, giáo hữu Bảy làm chủ trưởng. Năm 1930, thăng giáo sư. Năm 1933, về tòa thánh làm quản lý lại viện. Năm 1937, bổ truyền giáo tại Bắc Hà, Hà Nội. Năm 1940, bị ngưng quyền chức và trục xuất. Năm 1948, chết. Thánh giáo dạy về, giáo sư Lê Văn Bảy. Thánh thất Kim Biên, ngày 14 tháng 2, năm Nhâm Thân. Nguyệt Tâm Chân Nhân. Bần đạo chào Quyền Giáo Tông, hộ pháp, tiếp đạo và hội thánh ngoại giáo. Nam nữ thiên phong xin nghe, nước thiên đường thì ít kẻ, cửa địa ngục vẫn nhiều người. Chưa từng thấy hạng nhân sanh nào mà tự trọng thân hình, chẳng hữu ích chi cho cả cơ tạo mà đoạt vị thần thánh tiên Phật. Ngôi vị thiên liêng chẳng phải do nơi sự cầu may mà đoạt đặng. Bần đạo khi đắc lệnh làm trưởng đạo lập hội thánh giáo đạo tha phương, thì tùng lòng bác ái của Chí Tôn, mở rộng thế cho nhân sanh dân công đổi vị. Bần đạo chẳng kể là nguyên nhân, hóa nhân hay quỷ nhân, vì biết lập công thì thành đạo. Bần đạo để cho mỗi người tự do định phận, lại tùy thế khó khăn mà gây thành công quả. Ấy vậy, nếu lấy phép công bình thì tự nhiên, nên thì thâu, hư thì bỏ. Bần đạo đã chán thấy kẻ bất lực rất nhiều, vậy bần đạo để lệnh cho mỗi vị thiên phong xét mình khai tội cùng giáo tông và hộ pháp, rồi sau mới định rõ điều thưởng phạt. Thăng số tín đồ trong toàn nước Miên là 73.164. Số liệu thống kê năm 1951, Việt Kiều có 64.954, Miên 8.210 vị. Giáo Tông Đường, đêm 13 tháng 4 năm 1948, Bạch Vân Động trưởng đạo. Chào chư chức sắc hiệp thiên cửu trùng, bần đạo kính lời cảm tạ hộ pháp cùng hội thánh có lòng nhớ đến mà tổ chức lễ kỷ niệm của bần đạo long trọng. Nơi Kim Biên cơ đạo phải chịu một thời điêu tàn rồi sẽ đến giờ chấn hưng lại. Bởi dân tần còn lắm nỗi tai ương, điều ấy đã tiên tri không thể nào tránh đặng. Phần sự của bần đạo lãnh lệnh ngoại giáo là trong chư quốc, chẳng phải một nước tần mà thôi. Mọi hành động của con có các đấng vô hình tiên liệu, dầu đi đến nước nào cũng có đệ tử Bạch Vân ở nước ấy, nói chi nước Pháp hay là Trung Hoa. Con cứ tiến hành thì đắc thắng. Bần đạo tỏ lời cảm tạ cuộc lễ và tỏ sự vui vẻ của nước Việt Nam đã được nổi danh cùng lăng bang, nhất là Cao Đài được lừng tiếng tung hô từ năm 1946. Đến nay các nước đều để ý đến. Hiện giờ sự tín nhiệm đạo Cao Đài đối với các đảng phái được phần chú ý hơn, vậy mọi hành trình chỉ dùng sự chân thật là thắng hết. Bần đạo cảm ơn chư vị có đủ lòng bác ái, kết chặt mối tương thân cùng bạn đồng chủng của bần đạo. Ấy cũng là lòng từ bi của Chí Tôn muốn vậy mới tròn câu phổ độ toàn nhân loại mà lập thành một mối đại đồng tôn giáo. Thăng hội thánh ngoại giáo tại tòa thánh. Đêm 23 tháng 6 năm Kỷ Sửu, dương lịch ngày 14 tháng 10 năm 1949, Nguyệt Tâm Chân Nhân. Chào chư chức sắc hiệp thiên cửu trùng,
mấy lúc qua, hội thánh ngoại giáo ngưng trệ vì thiên thơ tiền định. Các vị lãnh lệnh hội thánh đã thi hành nguyện vọng, xét ra cũng theo lối xưa là bất đồng tâm, bất tự lý cùng nhau nên kẻ vầy người khác. Cuộc tiến hành không căn bản, giảm quyền hội thánh ngoại giáo, Đức Hộ Pháp đã tiên liệu có ngày. Ngài sẽ đến phục hưng nơi ấy. Hiện tình khó khăn là bởi thời cuộc biến chuyển. Cần gìn cho còn danh thể là đủ, để các đấng sắp đặt phương châm định thành vẻ vang hầu cận. Xin khuyên vị tân chủ trưởng cần phải bền lòng, sẽ thấy nhiều kết quả từ từ đến. Việc làm có khó mới có công, hành đạo có chuyển biến mới tiến triển tinh thần đạo đức, là một bài học hay cho các bậc bền chí đạt nguyện. Có chi mà lo ngại, cứ an tâm. Nhớ về trước các đấng đã tiên tri rồi, thương thảm cho nòi giống nhà Tần. Vì vậy mà các hành tạng của đạo phải chịu định phận thuận với thiên thơ. Nói ít chư hiền khá để tâm suy gẫm mà tùy phương lo lắng trọn bổn phận mình. Bần đạo căn dặn chư hiền gắn thêm công quả lập đức cho dày, chẳng vì lẽ mọn của đời người mà phế vong đại sự. Thân. Số 3, Thánh giáo, đêm ngày 7 tháng 9 năm 1927. Đức Tôn Trung Sơn dạy ông Bảy: Này Phong Chí, ai đời tu gì mà như kẻ tục vậy? Biểu sao không bị quở? Nếu không có chị giáo hữu Hương Huê cõi trên là tiên, thì anh chắc bị bôi tên trong sổ thiên thơ rồi. Đàn Cơ, đêm ngày 10 tháng 7 năm 1928. Phong Chí, anh cứ dạy hoài, chưa đến đây mà em đã biết anh có chuyện. Cứ cầu Chí Tôn thường thì đắc nguyện, đừng đến nơi nào chẳng có lệnh thầy. Đức Lý Giáo Tông đến, anh phải cầu khẩn ngài. Tái cầu, Đức Lý giáng dạy: Phong Chí, đạo hữu biết tội chăng? Đạo hữu đã trường trai, thánh đức đã có mà còn chưa bỏ những việc phàm. Bần đạo dung thứ cho đó, chớ tái phạm. Trong Bạch Vân Động, ông Phong Chí là anh của Đức Tôn Sơn Chân Nhân, Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân là trưởng ca, anh cả. Thánh giáo Thanh Sơn Đạo Sĩ chủ động Bạch Vân giáng cơ ngày 26 tháng 10 năm Quý Dậu, dương lịch ngày 15 tháng 2 năm 1933. Thầy ngậm ngùi nhớ buổi các con hạ trần, giúp đỡ Ngọc Hư thì Lý Đại Tiên, còn Cực Lạc thì hộ pháp chuyển thế. Thầy chán hiểu rằng phận sự khó khăn quá sức các con, nên khi ấy thầy không cho trưởng ca của các con giáng trần, để ở Thiên Liên nắm quyền hành chính. Thầy chẳng trách nào sự oai nghiêm của nó, nếu các con hiểu thấu thì mới biết rằng trách nhiệm của nó nặng nề yếu trọng, cầm mỗi thiên cơ mặc thế xoay chuyển cho thuận với thiên điều không phải dễ. Vì cớ mà Ngọc Hư ban quyền Thiên Liên vĩ đại, tùng phục mạng lệnh Lý Giáo Tông và hộ pháp đặng bảo tồn chánh giáo, thầy lại ngăn cản các con chẳng đặng. Khi lãnh lệnh Ngọc Hư, các con quá lời quyết định, thề chuyển tân thế lập tân dân. Thề ấy kiếp này thầy rất nên sợ sệt. Thầy chỉ cần nó thương tưởng các con, nghĩ tình bằng hữu trên ngàn kiếp, đặng bảo bọc đỡ nâng, gọi ơn muôn một cùng thầy. Thầy cũng nhìn rằng nó cố tâm giữ hứa, song nhiều phen nó đem bằng chứng nổi tệ các con. Thầy cần nó khoan dung lắm lúc, thầy rất đau lòng đôi phen, chiều lụy gánh tội cho các con. Nhưng các con cứ lẩn bẩn gây thêm ra nữa, lúc sau này nó dần sớ vào Ngọc Hư, xin truất bỏ nhiều đứa ra khỏi thánh thể Đức Chí Tôn. Thầy đau lòng quá đỗi, hễ bỏ ra khỏi hội thánh thì tội chuyển kiếp luân hồi. Thầy chạy đôn đáo khẩn đảo Ngọc Hư, đình đãi ít lâu cho các con chuộc tội. Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân giáng dạy ngày 25 tháng 7 năm 1927. Đã ở nước Tần xứ sở xa, phải coi thời thế liệu phương nhà. Trí cao hằng giữ đường gây trở, mưu khéo toan lo lẽ thuận hòa. Nếu mối kinh luân đâu cũng phận, dìn lòng đạo đức há than già. Trên đầu đã sẵn thầy nâng đỡ, bơn bớt dùng lời hỏi thiết tha. Dạy Phong Chí. 7. Đêm ngày 9 tháng 8 năm 1927. Lễ là hạnh mến của thần tiên, khá giữ lễ nghi
cứ vậy bền. Trước mặt phàm xem tuy chẳng thấy, chính tầng lòng lộng phép bề trên. Dạy Võ Văn Sự, Đông Y Sĩ, đêm 18 tháng 8 năm 1927. Phải biết nhất tâm đối với trời, dầu cho kính mặt khó trong nơi, dẫu quyền tạo hóa đời chưa thấy, lộng lộng tâm kia nếu chất dời. Trách ông Sự, Đông Y, đêm 20 tháng 8 năm 1927. Một tạc phòng phong tuyết bạch dầu, trần bì thục địa ám minh châu, đào căng chỉ thiệt hồng hoa kiến, nhãn nhục xuyên tam hỏa lựu sầu. Quân tử mạch môn cam thảo thuận, kỳ nam viễn chí khổ qua mau, hổ giao lộc giác y căng thủ, trạch tả càng cương thiểu khách hầu. Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân báo tin Đức Chí Tôn xá tội cho ông Sự, đêm 28 tháng 8 dương lịch năm 1927. Hữu tài vô đạo bất vi nhân, tạo thị xuyên tâm thị mịch thần, hãm lợi vô mưu hà kế đắc, chỉ tri nhất nhật độ vinh thân. Dạy giáo hữu Hương Phụng, đêm 22 tháng 8 năm 1927. Phụng đến bờ dương trỗi tiếng kêu, gió mê vừa lạc lạnh phòng tiêu, đỡ nâng vạt cả nhờ chung thị, gánh nổi ngôi thiên tưởng tiếu kiều. Mở mắt hồng nhan hờn đức kém, rạng mài thục nữ giận tải nhiều, bông trăng khuất núi trời hầu tối, liệu thử phương hay trở bóng thiều. Dạy Trần Quang Vinh, đêm ngày 9 tháng 4 năm 1928. Trần thế luôn gây náo nhiệt trường, lãnh nguy nguồn đạo vẹn tiềm phương, vùi sầu nay gắn chung vai gánh, hương phước sao mây hiệp bước đường, cây đắng lần soi gương trí tuệ, chia phôi chờ trải lối tan thương, dặn mình tua chặt trong gan tấc, sao trước lòng son giữ đặng thường. Vinh hiền tuy chưa toại thửa nguyền, phép nhà vẹn giữ cũng nên duyên, thảo ngày lòng nhớ lâu truyền hiếu, chánh trực xa nghe giỏi tất thiền, dặm gió chờ ngày đài cát đến, trường danh có lúc để nêu tên. Coi mình khá giữ mình cho vẹn, cái đạo trượng phu thế mới bền. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Những câu chuyện về tình hình lịch sử đạo và chuyển biến của các chức sắc ngoài kinh sách Hội Thánh Ấn Hành do các đạo tâm ghi chép lại. Truyện Thừa Sai, Kim Quang Sứ. Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân dạy ông Thái Thơ Thanh về tạo cực lạc. Đêm tháng 1 năm 1932. Mặt nhật rạng nhờ trời thanh bạch, cõi trần nay nhờ khách đứt dày. Mùi thơm sen Phật cao bay, từ bên Đông Á phô bày Tây Âu. Nước hằng sóng nửa dầu thế sự, chuyển chân linh đổi giữ xa lành. Vạn bang dẹp cuộc chiến tranh, lập cơ thoát khổ độ sanh muôn loài. Kẻ vì mị đoái hoài giả đạo, kẻ hay tin quái giáo gây trò, nguyên nhân lỡ bước ai lo, dẫn đường cực lạc đưa đò mê tân. Khách mở ngõ thiền lâm cho chóng, các nguyên linh trông ngóng bấy lâu, biết thân lại đợi ai cầu. Lục nương tiếp: cầm gương thần huệ xây lầu tuyệt oan, dục thế sự an nhàn lấy phận, lửa thiên cơ khỏi vấn vương can, để chân vào chốn niết bàn, thoát vòng luân chuyển mong đàn thiện duyên. Thánh giáo dạy giáo sư Bảy, ngày 21 tháng 4 năm 1930 âm lịch, ngày 23 tháng 3 năm Canh Ngọ,
Thầy, các con, thầy lập nền đạo ra do nơi thiên thơ, lại cũng có lòng từ bi để vớt cả mấy chục triệu nguyên nhân lớn lao trở hồi cựu vị. Đạo tuy cao, song sức quỷ cũng chẳng vừa. Nếu không ngăn ngừa, dằn lửa nóng trong tâm, thì lửa tâm muội của quỷ vương đốt cháy. 7. Thầy đã lấy ân huệ ban cho con rất xứng đáng. Cái ân huệ ấy là tấm sắt hộ tâm, sao chẳng giữ gìn trọng trách, làm cho chinh lòng nhau. Chưởng đạo kim biên lãnh mạng thầy mà dìu dắt, hễ có một bậc trỗi hơn thì con đường phải gây trở thêm. Nếu cái nhẫn kia chẳng để đứng đầu, làm cho nó phiền, trả chức lại, cũng như Lý Bạch ngày nọ, thì mong chi đi cho cùng bước đạo. Thầy thấy thiên cơ mà đau lòng, nên mấy lời này là lời thiết yếu chung. Nơi đây cũng vậy, mà kim biên cũng vậy, khá chung lo mà gỡ rối, nghe. Sự tích Thư Hùng Kiếm, Bửu Pháp của Thượng Sanh. Sở Quốc có tam đầu, là Sự Tích Thư Hùng Kiếm. Thời vua Sở Trang Vương có mộng làm bá chủ thiên hạ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Muốn thực hiện hoài bão đó, Sở Vương cho người đi tìm kiếm báu và thuốc trường sanh bất tử. Âu Giả Tử là ông thợ rèn được tổ nghiệp truyền ba đời, tinh luyện kiếm báu Thư Hùng Kiếm này, mỗi khi vung lên chém được trăm đầu. Biết thế, Sở Vương cho mời Giả Tử vào triều phán luyện nghề kiếm báu cho nhà vua, để thâu phục thiên hạ về một mối. Trước lúc Từ Giả vợ ra đi, Giả Tử biết chuyến đi này không có ngày về đoàn tụ gia đình. Vì Sở Vương rất bạo ác hung tàn, muốn gây cảnh đao binh sát hại sanh linh để đồ vương định bá. Nếu không nhận làm kiếm thì phải chết tức thì, còn nhận làm, khi làm xong rồi cũng phải chết. Nên Giả Tử dùng kế kéo dài thời gian mà dặn vợ rằng: lần đi này sớm hoặc muộn gì cũng phải chết. Nếu trời không phụ cho sanh con trai, thì khi tôi chết rồi, bà không nên than khóc thương tiếc mà phải liên lụy, ráng nuôi dưỡng đứa bé đến khôn lớn, tìm thầy cho học võ, tìm tiên cho học đạo, cho được tinh thông kiếm pháp. Tôi ở cõi âm sẽ níu ngã Sở Vương, cho con tôi chém nó báo thù. Dặn dò xong, bèn Từ Giả lên đường vào triều. Nhằm buổi hầu triều đủ mặt bá quan văn võ, Sở Vương truyền lệnh cho Giả Tử cấp thời rèn ngay kiếm báu. Giả Tử tâu trình: tâu bệ hạ, rèn được Thư Hùng Kiếm đòi hỏi phải mất thời gian 3 năm, vào núi Thiên đốt lò luyện thép mới hoàn thành được kiếm báu. Mong bệ hạ cho chuẩn bị mọi thiết bị trên núi để hạ thần thực hiện ngay. Nhà vua buộc lòng phải chấp nhận thời gian dành quyền sống cho Giả Tử, đồng thời ban vàng bạc gấm vóc để cho Giả Tử gửi về cho vợ con trong thời hạn làm công vụ cho vua. Đó là kế sách kéo dài sự sống, chứ thật ra luyện kiếm đâu phải mất thời gian đó. Khi bắt đầu luyện kiếm, Giả Tử thầm nghĩ rằng: Sở Vương bạo ác, nếu ta luyện xong kiếm báo giao cho người thì tránh sao khỏi cảnh đao binh sát hại dân lành. Nghĩ ra diệu kế, ông rèn thành song kiếm, một cây thiệt và một cây giả là kiếm thường, gọi là cặp Thư Hùng, người xưa gọi là cây trống, cây mái. Cây thật tức là bửu kiếm, ông giấu riêng bọc gấm, lén về nhà chôn sau vườn, trồng lên một cây quế, rồi bảo với vợ rằng: khi nào con trai lớn khôn đúng 18 tuổi mới được cho nó biết sự thật về cái chết của cha nó, và chỉ chỗ chôn kiếm báo cho nó lấy lên đi tìm thầy học võ, tìm tiên học kiếm pháp để trừ cho được Sở Vương. Tôi có cách giúp con làm được điều đó. Điều quan trọng là không được cho nó biết sớm hơn dự định, khi tuổi chưa trưởng thành sẽ hư việc. Xin nhớ cho, đó là điều trọng yếu nhất. Nếu bà còn lòng thương tưởng đến tôi thì cố mà giữ điều đó, chẳng nên sơ thất. Nay đúng vào hạn vào triều dân kiếm giả cho Sở Vương, ắt tôi phải chết ngay ngày hôm nay. Vậy khi hay tin tôi đã chết thì không oán trách than khóc mà lụy đến thân, vì Sở Vương tàn ác lắm. Nói rồi xách kiếm ra đi. Khi Giả Tử vào bệ kiến dân gươm, Sở Vương vô cùng mừng rỡ, liền truyền đem tử tù đến trước sân rồng để thử kiếm báu trước mặt bá quan văn võ, và tin tưởng rằng ngồi bá chủ chắc chắn sẽ về tay người nắm giữ. Lạ thay, khi tử tù đang quỳ chờ chết, nhà vua liền vung kiếm lên để thử. Bỗng kiếm rơi xuống sân chậu trước mắt bá quan, làm cho nhà vua vô cùng tức giận,
biết rằng đã bị giả tử dối gạt, giấu kiếm thật mà dâng kiếm giả. Sở Vương liền cầm kiếm chém rơi đầu giả tử trước điện tiền. Đầu giả tử lăn ba vòng, mắt máy nhắm ngay Sở Vương bạo ác, phun những giọt máu căm thù vào mặt Sở Vương, làm cho nhà vua kinh hoàng té ngã. Báo kiếm và hận thù xảy ra từ đó, không riêng cho gia đình giả tử, mà cũng là sự căm hận của toàn dân qua sự bạo ác của Sở Trang Vương. Khi hay tin chồng chết, vợ giả tử nhớ lời dặn của chồng, ôm lòng đau mà không dám than khóc kể lể vì sợ bị hại, cố gắng chịu đựng để lo lắng bảo dưỡng đứa con trai mà bà vừa mới sanh khá kháo khỉnh. Thế là oan nghiệt đã vay trả theo diễn tiến như sau. Khi đứa con giả tử từ từ lớn lên tới tuổi đi học, vào trường thường bị lũ trẻ đùa nghịch, đánh chửi thằng không bố. Tức giận, đứa trẻ về nhà hỏi mẹ, bố con đâu mẹ? Bà mẹ cười nói, con còn nhỏ, lo việc học hành, hỏi chi điều ấy, bố con đi làm ăn xa chưa về. Thời gian trôi qua, đứa trẻ lại bị một lần đánh chửi thằng không bố nữa, quá ức lòng về hỏi mẹ. Thưa mẹ, làm con người hễ có mẹ thì phải có cha, tại sao cha con đi lâu quá không thấy về? Xin mẹ đừng giấu con nữa, chắc có điều gì bí ẩn. Nay con đã lớn rồi, xin mẹ nói cho con biết sự thật. Nhận thấy đã đến lúc cần nói ra sự thật cho con biết, vì đứa trẻ đã trưởng thành rồi, đúng theo lời ủy thác của cha nó. Bà liền thuật tự sự về cái chết bi thảm của bố nó bị Sở Vương sát hại và chỉ chỗ chôn kiếm báu sau vườn. Đứa trẻ sau khi biết cái chết đau thương của người cha, cùng với lời dặn của những việc đứa con phải làm, đứa trẻ liền chạy ra sau vườn, nhổ cây quế, bật rễ bắn đất tứ tung, thấy ánh sáng chói ngời từ thư hùng kiếm phát ra. Đứa trẻ cúi đầu nhặt kiếm lên, vào lạy mẹ xin đi tìm thầy học võ, tìm tiên học kiếm thuật, để trừ cho được Sở Vương theo thác cô của cha nó. Mối thù bất cộng đái thiên, nguyện không đội trời chung với Sở Vương bạo ác. Đứa trẻ nguyện rằng, nếu không giết được Sở Vương bằng kiếm báu này, nguyện không sống làm người. Đó là lời thề sắt đá của một đứa con quyết lòng báo thù cho cha. Linh cảm thiêng liêng báo cho người mẹ, thấy không còn lý do nào để giữ đứa con lại được nữa, bà đành gạt lệ để cho đứa con ra đi, theo sở nguyện phục thù rửa hận cho người cha nơi chính suối. Được mẹ đồng tình, đứa trẻ vui mừng xúc động trước giờ phút chia ly, bùi ngùi cúi đầu lạy mẹ rồi bọc kiếm ra đi. Đi và đi mãi, trải qua bao lần lên thác xuống ghềnh cùng với rừng sâu núi thẳm, không nài gian lao nguy hiểm, quyết tìm cho được minh sư truyền kiếm thuật để báo thù cho cha. Một hôm vừa ra khỏi cánh rừng thâm u, đứa trẻ mệt lả nằm thiếp từ bao giờ. Đến lúc chợt tỉnh, bỗng thấy một đạo sĩ mặc áo lam, mang giày cỏ, cất tiếng thanh tao hỏi đứa trẻ, con từ đâu đến? Đứa trẻ đáp, con ở xa lắm, phải trải qua bao rừng núi mới đến được nơi này, để tìm thầy học võ, tìm tiên học kiếm thuật, để giết Sở Vương bạo ác báo thù cho cha. Đứa trẻ tường thuật câu chuyện cho đạo sĩ nghe đầu đuôi tự sự, lấy làm thương tiếc. Đạo sĩ nói, Sở Vương có thành cao lũy kính, muôn binh ngàn tướng hầu cận, hộ giá bao vây rất cẩn mật, con làm sao gần được mà báo thù. Nghe đạo sĩ nói thế, đứa trẻ vô cùng thất vọng, quỳ khóc van xin, cầu mong đạo sĩ nhủ lòng từ tâm, giúp cho con trả được mối thù không đội trời chung với Sở Vương. Nếu thù này mà trả được, dầu cho mất đầu, con cũng vui lòng hy sinh tất cả. Nói rồi khóc lóc thảm thiết. Đạo sĩ nói, nếu con bằng lòng, tất nhiên ta phải mượn cái đầu khôn ngoan của con và cây kiếm báu này, ta mới làm thay cho con, giết Sở Vương để trừ hại cho muôn dân. Nghe đạo sĩ có ý giúp đỡ như thế, con của giả tử liền bái tạ công ơn đạo sĩ đã có thành tình giúp mình trừ hại cho bá tánh. Lạy xong, cầm kiếm đưa ngang đầu, tức thì đầu lìa khỏi xác. Lạ thay, cái chết hiên ngang của con giả tử đầu không chảy máu, khiến cho đạo sĩ động mối từ tâm, chấp nhận hy sinh bản thân mình trước lòng hùng dũng, hiếu đạo của một đứa con vì thù cha phải trả. Quả nhiên đạo sĩ là người có sứ mạng diệt bạo trừ gian, cứu dân tình khỏi cảnh đao binh khói lửa lầm than. Bùi ngùi cảm động, đạo sĩ thốt nên lời, hồn con linh thiêng, hãy theo ta sẽ được toại nguyện. Nói xong, đạo sĩ bọc đầu lâu vào vạt áo,
tay cầm Thư Hùng Kiếm bay đến kinh thành Sở Vương. Nhằm buổi hội triều, đến cửa ngõ môn đứng ngoài, cười ba tiếng, khóc ba tiếng, đòi vào bệ kiến nhà vua để dâng kiếm báu và thuốc trường sanh. Nghe nói đến kiếm báu và thuốc linh đơn trường sanh bất tử, nhà vua vô cùng hoan hỷ, liền truyền mời đạo sĩ vào bệ kiến ngay. Nhà vua hỏi: "Tại sao đạo sĩ cười và khóc là nghĩa gì?" Đạo sĩ đáp: "Tôi cười là cười đời không có mắt xanh, nhìn kiếm báu để tôn phò minh chúa. Nếu bệ hạ được kiếm Thư Hùng này thì ngôi bá chủ chư hầu gồm Thâu Lục Quốc sẽ về tay ngài vậy." "Còn khóc là sao?" Đạo sĩ đáp: "Khóc là khóc cho loài người mê muội muốn trường sanh bất tử, đánh đổi lầm nghe kẻ mị vua dối chúa, dâng những vật hèn tiện, giái ngựa mà bảo là thuốc linh đơn cho vua ăn uống, thật là đáng tội bất kính khi quân. Nay đây tôi có thuốc linh đơn, đem đến dâng lên bệ hạ dùng được, chắc chắn sẽ bất tử trường sanh, vì đó là diệu dược của tiên gia." Vừa nói, đạo sĩ vừa đưa cái đầu con giả tử ra. Nhà vua nghe nói linh đơn thì mê, mà thấy cái đầu lâu thì tái mặt mới hỏi: "Cái đầu lâu như thế mà đạo sĩ bảo là thuốc linh đơn là sao?" Đạo sĩ đáp: "Quả thật đây là linh đơn, bệ hạ cho đặt tại đây một vạt dầu sôi bỏng. Tôi bỏ cái đầu lâu đứa trẻ này vào vạt dầu trong 6 khắc, nó sẽ thành thuốc linh đơn để dâng lên cho bệ hạ. Trước khi thành linh dược, cái đầu đứa trẻ này có những linh hoạt diệu kỳ huyền ảo qua 6 khắc để chứng minh là diệu dược thần y. Khắc thứ nhất, nó đứng lên gọi tên là hoàng tộc bệ hạ và các quan. Khắc thứ hai, nó biến thành một bông sen. Khắc thứ ba, nó biến thành ngó sen. Khắc thứ tư, nó biến thành hạt sen. Khắc thứ năm, nó biến thành thuốc. Khắc thứ sáu, đủ liều lượng thành linh đơn, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp cung điện, ánh sáng chiếu diệu làm cho mọi người trông thấy cũng đủ sảng khoái tinh thần, uống một viên hồng hào da thịt, thay đổi máu huyết, biến trược thành thanh, uống hai viên nhuận sắc lân lân hồn phách, uống ba viên trở lên bất tử. Hạ thần vì bệ hạ và mong muốn cho bệ hạ sống mãi trường tồn để xứng đáng bậc minh chủ thiên hạ, nên không nài khó nhọc đến đây dâng linh đơn lên cho bệ hạ." Nghe qua sự tâu bày của đạo sĩ, nhà vua lấy làm thích thú, toại nguyện vô cùng. Dường như nắng hạn gặp mưa rào, liền truyền lệnh cho công bộ thượng thư làm theo sự tâu trình của đạo sĩ là đặt ngay một vạt dầu tại sân chậu. Khi chảo dầu bắt đầu sôi, đạo sĩ làm phép rồi bỏ đầu lâu đứa trẻ vào vạt dầu nhào lộn theo sóng bọt dầu sôi. Bỗng chốc thành hình, đứa trẻ đứng lên gọi danh tộc nhà vua và tên các quan, làm cho mọi người hiện diện rất kinh ngạc và đầy tin tưởng, nhất là Sở Vương rất đắc chí khen ngợi phép lạ thần tiên rất màu nhiệm, mà chính đó cũng là ngày cung tận của một bạo chúa. Mọi diễn tiến đúng y theo sự trình bày của đạo sĩ. Đến khắc thứ sáu, quả nhiên thành thuốc, mùi thơm bay khắp cung điện nhà vua. Trong qua sắc diện nhà vua phấn khởi lạ thường, muốn chạy đến lấy ngay để được bất tử. Giờ phút thiên liêng đã đến để đạo sĩ hóa kiếp tên bạo chúa hung tàn. Đạo sĩ cũng chuẩn bị tư thế hy sinh của mình, theo lời hứa với đứa trẻ sẽ giết Sở Vương, trừ hại cho muôn dân. Mọi sẵn sàng thích nghi làm cho nhà vua mê mẩn tâm hồn, không còn chút nghi ngờ gì nữa. Đạo sĩ lên tiếng: "Tâu bệ hạ, đến giờ lấy thuốc linh đơn, không nên để sai giờ sai tiết mà thuốc không còn linh nghiệm. Kính thỉnh bệ hạ đến vạt dầu, tự tay bệ hạ nhận lấy thuốc mới linh nghiệm." Kế hoạch dụ nhà vua đến vạt dầu. Nhà vua từ từ rời khỏi ngai vàng, tiến đến vạt dầu với lòng khắp khởm hân hoan rạc rào, tin chắc rồi đây mình sẽ bất tử, sống mãi để làm chúa thiên hạ muôn năm. Khi đầu nhà vua vừa nghiêng vào chảo dầu để lấy thuốc, tức thì đạo sĩ cầm Thư Hùng Kiếm đưa ngang cổ Sở Vương, và đầu Sở Vương rơi ngay vào vạt dầu sôi bỏng. Một hoạt cảnh chớp nhoáng, các quan hầu cận không kịp trở tay, thì ngay lúc ấy đạo sĩ cũng tự kết liễu đời mình bằng thanh kiếm báu. Đầu đạo sĩ cũng rơi vào vạt dầu. Thế là trong chảo hiện có ba đầu đang nhào lộn với sóng dầu sôi, không còn phân biệt được đầu nào của vua, đầu nào của đạo sĩ, đầu nào của con giả tử được nữa, nên đành phải chôn chung ba đầu vào một quan tài theo nghi lễ hoàng triều. Buộc phải làm thế vì sợ làm lộn chiếc đầu của nhà vua.
Thành thử dân di quý, quân vi khinh là vậy. Ở đây có một đại nghĩa của đạo sĩ là vì dân trừ bạo. Đây là tấm gương soi chung cho muôn đời ca tụng. Hiếu nghĩa phục thù của người con là đạo nghĩa tất nhiên của ngàn đời trước, nhưng oan gia nghi giải bất nghi kết. Do vô đạo của nhà vua mà oan trái mãi buộc ràng theo luật nhân quả, kẻ nọ giết người kia là tiền căn báo hậu kiếp mà thôi. Sở quốc có tam đầu là vậy, rồi từ đó báo kiếm lưu truyền từ đời này qua đời khác. Sau nhà Hán, Trương Lương dâng gươm cho Hàn Tín cầm ấn sói Nguyên Nhung, bách chiến bách thắng do Thư Hùng kiếm, rồi trải qua quá trình biến thiên muôn đời. Ngày nay, trong cửa đạo Cao Đài, Đức Cao Thượng Sanh đang sử dụng Thư Hùng kiếm là bửu pháp của Ngài trong sứ mạng tạo đời và chuyển thế. Ngài Phạm Khai Đạo nói về Thư Hùng kiếm. Khi Đức Thượng Sanh mới về hành đạo ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu, tôi chưa kính sợ cho lắm. Đến khi trấn thần Thư Hùng kiếm rồi, Đức Ngài ra rừng thiên nhiên thử kiếm báo, thấy rõ sự huyền diệu của bộ kiếm. Từ đó tôi bắt đầu kính phục vô cùng. Đây là kiếm trấn pháp làm bằng cây dầu gần 100 năm ở Thanh Điền dân hiến mà còn biến hóa huyền bí đến thế. Vậy bộ kiếm Thư Hùng nơi thiên liêng còn huyền diệu thế nào nữa? Đó là bửu pháp của Lữ Đồng Tân, Thuần Dương lão tổ.